lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý tô yên sở hướng nam chương một màn đêm buông xuống nhà họ tô hôm nay có tới hai chuyện vui gả hai cô con gái cùng một ngày tô yên mặc đồ cưới kiểu truyền thống ngồi trước gương trang điểm xinh đẹp gương mặt tràn đầy hạnh phúc hôm nay là ngày cưới của cô và sở hướng nam yêu nhau một năm cuối cùng cũng có kết quả chị chị may mắn thật sắp được gả vào nhà họ Sở quyền thế bậc nhất đế đô, trở thành bà sở. Tô Vân cũng mặc một bộ đồ cưới kiểu truyền thống giống vậy, dáng vẻ kỳ lạ bước vào. Tô Vân nhìn gương mặt xinh đẹp của Tô Yên, ánh mắt chợt lóe lên vẻ ghen ghét, thật muốn rạch nát gương mặt xinh đẹp đó. Tô Yên lạnh lùng nói, "Chị cũng phải chúc mừng em gái, sắp sửa trở thành người vợ đời thứ tư của Lục Cận Phong, đúng rồi, chị nghe nói cậu chủ Lục này không lâu trước đây bị tai nạn xe hủy hoại gương mặt." chân cũng bị què, không sống được mấy năm nữa, em gả qua đó sợ là phải ở quá rồi. Tô Yên, chị. Tô Vân giận đến mức vẻ mặt trắng bệch, vừa nghĩ đến Tô Yên sắp gả vào nhà họ sở, còn cô ta lại gả cho một tên đoàn mệnh sắp chết, vẻ mặt cô ta càng nham hiểm hơn. Tô Yên, đừng kiêu căng quá, vị trí bà sở này của chị có thể ngồi vững hay không cũng chưa chắc đâu. Tiểu Vân, Tiểu Yên, chị em hai đứa đang ở đây à? audio điện tử võ tấn bền. Tần Phương Linh bưng hai bát canh hạt sen cười chiều mến bước vào, đoàn rước dâu của hai nhà sở, lục sắp đến rồi, hai đứa các con mau ăn bát canh hạt sen này đi, ngụ ý con cháu đầy đàn. Nụ cười giả tạo trên gương mặt của mẹ kế khiến Tô yên cao mày, sống chung mười mấy năm, sao cô lại không biết con người của Tần Phương Linh chứ? Ăn canh hạt sen trước khi lấy chồng quả thật là tập tục của đế đô khi gả con gái. Vừa nghĩ đến sắp rời khỏi ngôi nhà này, sẽ không cần nhìn mặt mẹ con hai người Tần Phương Linh này nữa, cô Trần trừ nhận lấy bát canh. Cảm ơn gì Tần, Tô Yên chỉ ăn một ngụm nhỏ. Ăn thêm đi, con bé này, khách sáo cái gì? Tần Phương Linh nhìn Tô Yên ăn xong, khẽ thở vào một hơi, ánh mắt chợt lóe lên niềm vui đạt được mục đích, mặc dù con không phải là con ruột của dì, nhưng dì cũng coi con như con gái ruột, bây giờ con sắp lấy chồng rồi, dì cũng thấy không nỡ. Tần Phương Linh nói xong vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Tô Yên thầm cười lạnh trong lòng, xứng đáng là người từng đoạt giải ảnh hậu, khả năng diễn xuất cũng thuộc hạng nhất. Năm cô 8 tuổi, mẹ ruột cô qua đời chưa đầy một tháng, cha cô đã đưa Tần Phương Linh và Tô Vân nhỏ hơn cô một tuổi về nhà. Khi đó cô mới biết, cha đã phản bội mẹ cô từ lâu, ông ta đã ngoại tình. Bà chủ, đoàn rước dâu của nhà họ sở đến rồi. Người giúp việc đứng trước cửa nhắc nhở. Ừm, um, biết rồi. Tần Phương Linh mỉm cười cầm lấy khăn trùm đầu đỏ có thêu hoa văn rồng phượng báo điểm lành, tiểu yên, mau đội lên, đừng để lỡ giờ lành. Mặc đồ cưới truyền thống, đội khăn đỏ, trang sức đỏ, tổ chức hôn lễ vào ban đêm, những chuyện này đều do Tần Phương Linh sắp xếp. Tần Phương Linh nháy mắt với người giúp việc, căn dặn, thím lương, bà dẫn cô cả lên xe hoa của nhà họ sở đi. Tầm mắt của Tô Yên bị khăn đỏ che khuất, chỉ có thể để người giúp việc dắt đi xe đón dâu rừng trước cổng nhà họ Tô, người giúp việc là thím lương trực tiếp đưa Tô Yên lên xe. Tần Phương Linh đứng trên ban công nhìn chiếc xe nổ máy đi xa, nụ cười trên gương mặt lại càng tươi hơn. Mẹ, không có chuyện gì chứ, ngộ nhớ Tô Yên nửa đường phát hiện ra có gì không đúng thì sao? Tô Vân hơi lo lắng. Con yên tâm, mẹ sắp xếp ổn thỏa cả rồi, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn gả đến nhà họ Lục thay con. Vừa rồi Tô Yên lên xe đón dâu của nhà họ Lục, hoàn toàn không phải xe nhà họ Sở." Tô Vân thấp thỏm nói, nhưng bên phía hướng Nam, tối nay con phải qua mặt thế nào? Tần Phương Linh nhét cho Tô Vân một lọ thuốc, nói nhỏ, "Tối nay cho Sở Hướng Nam uống, chỉ cần qua đêm nay, nhà họ Sở bọn họ muốn chối cũng không được, nhớ lấy, đừng để cậu ta nhìn thấy mặt con." "Vâng, con nhớ rồi." Tô Vân cất lọ thuốc xong, vẻ mặt đầy ghen ghét nói, "Mẹ, con muốn Tô Yên sống không bằng chết, nếm thử kết cục của việc tranh giành đàn ông với con." Tần Phương Linh cười lạnh một tiếng, Tô Yên có thể sống qua đêm nay hay không cũng chưa chắc, còn biết mấy người vợ trước của nhà họ Lục chết thế nào không? Nghe nói là bị ngược đãi chết đó. Tô Yên bỗng nhiên cảm thấy cơ thể khô nóng, khiến cô bị kích thích muốn cởi quần áo ra, gò má cũng đang đỏ bừng. Cô nhớ đến bát canh hạt sen của Tần Phương Linh mang tới, thầm cảm thấy không ổn. Cô đã mắc mưu Tần Phương Linh rồi. Bát canh hạt sen đó có vấn đề. Tô Yên tháo chiếc khăn đỏ trên đầu xuống, nhìn kỹ đây không phải đường đến nhà họ Sở, cô lập tức hoảng sợ. "Dừng xe, mau dừng xe." Tô Yên vội hét lên, "Các người là ai, muốn đưa tôi đi đâu?" Tài xế không hiểu chuyện gì, "Cô Tô, tôi là người nhà họ Lục cử đến đón dâu, đây là đường đến nhà họ Lục." "Nhà họ Lục?" Tô Yên bừng tỉnh. Cô không thể nào ngờ được, Tần Phương Linh bày mưu chơi trò đánh cháo cô dâu. "Mau dừng xe, tôi phải gả đến nhà họ Sở." Nhầm mất rồi. Sao lại nhầm được chứ? Cô Tô, chiếc khăn đỏ trên đầu cô có thêu hoa văn rồng phượng báo điểm lành chính là khăn do ông cụ Lục chính tay chọn đó. Tô Yên nhìn chiếc khăn đỏ trong tay mới hiểu ra mọi chuyện. Tần Phương Linh, bà ta đúng là độc ác thật. Cô không muốn gả đến nhà họ Lục, cô sẽ không để cho mẹ con Tần Phương Linh đạt được mục đích. Tác dụng của thuốc trong người cô đã phát tác, Tần Phương Linh không chỉ muốn đẩy cô vào chỗ chết mà còn muốn làm cô xấu mặt, hủy hoại cô hoàn toàn. Dừng xe, Tô Yên cố gắng kiềm chế, khẽ quát một tiếng. "Cô Tô, sắp đến rồi, cô Tô, cô muốn làm gì?" Tài xế kinh sợ, Tô Yên mở cửa xe nhảy thẳng xuống dưới. Tô Yên lộn trên mặt đất mấy vòng, đau đớn kịch liệt khiến cô vô cùng tỉnh táo. "Cô Tô, cô mau lên xe, cô Tô." Thấy xe đã dừng lại, tài xế đuổi theo, Tô Yên nghiến răng nhịn đau khập khiễng chạy đi đau đớn là cách khiến người ta tỉnh táo nhất. Tô Yên rất hoảng sợ, cô biết kết quả khi bị bắt về sẽ như thế nào. Cô Tô, cô đừng chạy, đi về với tôi, sắp đến giờ lành rồi. Tô Yên càng chạy nhanh hơn, cô vội đến nỗi sắp khóc rồi. Xung quanh tối đen như mực, thấy người đằng sau sắp đuổi kịp, còn cảm giác đau đớn cũng không thể kìm nén được hiệu quả của thuốc trong cơ thể cô. Tô Yên tuyệt vọng không biết chạy đi đâu, cô bỗng nhiên nhìn thấy cách đó vài trăm mét có ánh đèn. Trong lòng cô chợt vui mừng, Tô Yên liều mạng chạy tới. Một chiếc xe có rèm che đang dừng bên đường cái, một người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà đang đứng trước cửa xe nghe điện thoại. Vào lúc người đàn ông đang chuẩn bị lên xe, Tô Yên cố sức chạy tới, giọng nói nghẹn ngào, thở hổn hển cầu xin, "Cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi với." Người đàn ông ngẩn ra một lát, đôi mắt sâu thẳm lướt qua Tô Yên. Mà lúc này Người ở đầu dây bên kia trong điện thoại của người đàn ông vẫn đang vội nói, cô dâu sắp đến rồi, anh là chú rể sao còn chưa đến, đúng là người trong cuộc không sốt ruột mà người xung quanh đều sốt ruột chết đi được. Ôn ào, vẻ mặt người đàn ông không chút cảm xúc nào đã ngắt điện thoại. Nhưng lúc này tài xế đón dâu của nhà họ lục cũng đuổi đến, tội yên vừa nhìn thấy cũng không quan tâm người đàn ông có đồng ý hay không, vội kéo cửa ra chui vào trong xe, chắp hai tay lại, giọng nói hơi nghẹn ngào cầu xin, giúp tôi với. Cô vừa dứt lời, tài xế đã đuổi đến nơi, cô tô, mau đi về với tôi đi, mau lên sắp trễ rồi, lục. Tài xế vừa nhìn thấy người đàn ông thì chợt giật mình. Còn chưa nói xong, ánh mắt rét lạnh của người đàn ông đã lướt tới, cút. chương 2 Tô Yên cảm thấy mạch máu mình sắp nổ tung. Thuốc của Tần Phương Linh quá mạnh, cô chỉ uống có một ngụm, đã không thể chịu được nữa, nếu như uống hết thì sợ là đã vỡ mạch máu chết từ lâu. Đầu óc Tô Yên đều mơ màng, Cơ thể vừa giống như đang lân lân trên mây, vừa giống như đang đi bộ trên sa mạc, cô rất khát, cảm thấy mình sắp khát chết rồi. Nóng, khát. Tô Yên đã không thể chịu đựng được nữa, hai tay cởi đồ ra theo bản năng. "Tôi đưa em đến bệnh viện." Người đàn ông vừa nhìn đã nhận ra Tô Yên bị trúng thuốc. "Giúp tôi." Tô Yên nắm lấy tay người đàn ông, cô không đợi đến bệnh viện được nữa, nếu cô không muốn chết, chỉ có thể tìm người đàn ông trước mặt giúp đỡ. Cơ thể lạnh lẽo của người đàn ông khiến Tô Yên càng muốn nhiều hơn, vào lúc đụng chạm ra thịt đó, giới hạn cuối cùng của cô cũng đã sụp đổ. Cô gái, em nghĩ kỹ chưa, em có biết tôi là ai không? Tôi muốn sống. Tô Yên bày tỏ ý nghĩ của mình rất đơn giản, thật ra vào lúc này cô cũng không thể suy nghĩ quá nhiều nữa. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn sống. Dược tính đã chiếm cứ lý trí của cô từ lâu. Tô Yên vội vàng cởi quần áo của người đàn ông ra, nhưng một lúc lâu vẫn không cởi được, vội vàng nức nở nói, sao lại không cởi được? Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông khẽ híp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ngoan, đừng vội. Tô Yên nhào đến hôn lên cổ người đàn ông, lúc này trông cô giống như con cá mắc cạn, còn người đàn ông trước mặt là một đầm nước trong, khiến bản năng của cô trỗi dậy. Dưới bụng người đàn ông chợt căng cứng lên, ánh mắt càng thêm sâu, giọng nói khàn đặc, cô gái, trêu chọc tôi, em phải chịu trách nhiệm đó, nhớ lấy tôi là người đàn ông của em, Lục Cận Phong. Ý thức của cô đã mơ hồ từ lâu, hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ đến những lời của đối phương. Chiếc xe hầu như lắc lư cả một đêm, tôi yên không nhớ nổi hai người đã điên cuồng bao nhiêu lần. Chút sức lực cuối cùng của cô cũng không chống đỡ được nữa, sau đó cô đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Cô cảm thấy cả người giống như từng bị đè ép, ký ức tối qua hiện lên trong đầu, cô nhìn kỹ nơi mình đang ở, còn có vết máu tươi trói mắt ở bên dưới, sống mũi cô cay cay, xúc động đến phát khóc. Giữ lại được cái mạng, nhưng cô và sở hướng nam không còn cơ hội nữa rồi. Nhìn quần áo bừa bộn trong xe, cũng biết được tối qua hai người điên cuồng cỡ nào. Tô Yên lặng lặng ngắm nhìn người đàn ông vẫn chưa tỉnh, đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, ngay cả một cô gái như cô cũng không khỏi thán phục trước vẻ ngoài đó. Ngũ quan sâu sắc, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mũi cao ánh mắt lướt xuống, dừng lại trên cơ thể trần trụi của người đàn ông, đường nét bắp thịt rõ ràng, cơ bắp lờ mờ, vừa nhìn đã có cảm giác rất khỏe khoắn, còn cô tối qua cũng được mở mang độ mạnh trong chuyện ấy của người đàn ông này. Nghĩ đến đây, mặt Tô yên chợt đỏ bừng lên. Thấy người đàn ông vẫn chưa tỉnh, Tô yên vội vàng mặc quần áo vào, không đợi cô chuồn đi, người đàn ông bỗng nhiên tỉnh dậy. Ăn xong chùi mép, sách quần rời đi, cô gái, em cũng vô tình quá đấy lục cận phong lười biếng ưỡn lưng cười như không cười nhìn chằm chằm vào tô yên tối qua chúng ta đã là vợ chồng rồi em không muốn thừa nhận sao tôi tôi tô yên chợt im lặng tối qua cô trêu chọc người ta nhưng quả thật cô cũng muốn chuồn đi con như tình một đêm thôi nhưng thấy ánh mắt lên án đó của người đàn ông cô lại cảm thấy áy náy xin lỗi chuyện tối qua là vì đó là lần đầu của tôi lục cận phong dùng ánh mắt buồn tủi nhìn tô yên hoàn toàn chặn lại cái cớ phía sau của cô tô yên anh muốn đền bù thế nào sau khi tô yên nói ra lời này bỗng nhiên có cảm giác giống như đang đi chơi gái nhìn vẻ mặt buồn bã của người đàn ông cô lại giải thích tối qua tôi bị bỏ thuốc mẹ kế của tôi muốn gả tôi cho một người vừa què vừa xấu lại còn sắp chết tôi có chết cũng không muốn gả đi lục cận phong nhếch môi chết cũng không gả thấy vẻ mặt căng thẳng đó của tô yên lục cận phong cong khóe môi nở một nụ cười nghiền ngấm tối qua vốn là ngày kết hôn của tôi bị em quấy nhiễu như vậy sợ là cũng không cưới được cô dâu mất em phải đền cô dâu cho tôi hả xin lỗi thật sự tôi không biết tối qua anh cũng kết hôn tôi yên rất áy náy nhưng bảo cô đền một cô dâu chuyện này không phải là làm khó người ta sao tôi tôi thật sự rất áy náy thôi bỏ đi trông cô xinh đẹp như vậy bộ đồ cưới này giá trị cũng rất xa xỉ sao cô lại nhìn chúng một tài xế xe công nghệ như tôi chứ ánh mắt lục cận phong buồn bã giọng điệu mất mát tôi yên cũng không biết người ta làm nghề gì làm sao ghét bỏ được nhưng vừa thấy dáng vẻ tự ti của người ta trong lòng cô chợt giống như bị đâm một nhát buộc miệng nói ra tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh lục cận phong bật cười nắm lấy tay tôi yên vậy bây giờ em đi về với tôi đi đi gặp cha mẹ tôi bây giờ không được Tô Yên ngại ngùng rụt tay về, tôi còn có việc, tôi để lại số điện thoại cho anh, khi nào về chúng ta lại liên lạc sau. Tần Phương Linh bày trò đánh cháo này, bây giờ cô ấy phải về nhà họ tô một chuyến. Vậy tôi đợi em về, Lục Cận Phong cũng không chọc cô nữa. Tô Yên để lại một dãy số giả rồi bỏ đi. Lục Cận Phong ngồi trong xe dõi theo hình bóng Tô Yên, trong mắt chợt hiện lên vẻ thích thú. Vệt máu đỏ tươi trên ghế rất chói mắt, Lục Cận Phong liếc nhìn một cái, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Cận Phong nghe máy. Cô dâu bỏ chạy giữa đường, chú rể như anh cả đêm cũng không thấy tâm hơi, lão đại, tối qua anh đã làm gì vậy, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cưới vợ sao? Động phòng, ánh mắt Lục Cận Phong hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có. Anh cũng không ngờ rằng cô dâu của mình đang bỏ trốn giữa đường lại rơi vào tay mình hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ của lù cận phong khiến cho vạn nhất ở đầu dây bên kia giật mình một lúc lâu sau anh ta mới khôi phục lại tinh thần lão đại anh đùa gì vậy cô dâu cũng chạy mất rồi đúng rồi nhà họ tô cũng gan lắm anh cưới cô con gái thứ hai của nhà họ tô là tô vân nhưng nhà họ tô lại gả cô con gái lớn không được yêu thương là tô yên đến còn tô vân thì được gả cho nhà họ sở rồi nếu là người thông minh chỉ cần nghĩ thử một chút đã biết đây là chuyện gì nhà họ tô đã dở trò đánh cháo vạn nhất lại nói tiếp lão đại ông cụ nói đợi anh trở về xử lý bảo người đến nhà họ tô hủy hôn ngừng một chút lục cận phong lại bổ sung thêm một câu không cần làm khó người ta lão đại nhà họ tô chơi đùa trên đầu trên cổ anh vợ của anh cũng bị tên nhóc nhà họ sở cưới mất rồi sao có thể nuốt trôi cục tức này được vạn nhất rất bất ngờ như vậy không giống phong cách của lão đại lắm bớt nói nhảm mau bảo người đi hủy hôn đi. Vạn nhất nhắc nhở trong điện thoại, lão đại, anh chỉ có bị quá vợ, nhưng không có hủy hôn hay ly hôn, anh đã mất ba người vợ rồi, nếu người này cũng trả về, bị mấy người nhà họ lục bắt được manh mối, bao nhiêu công sức cũng đổ sông đổ biển mất. Lục cận phong hơi do dự, người này không cần chết đâu. Lão đại, anh lại có kế hoạch mới hả? Vạn nhất khó hiểu, vô cùng kinh ngạc hỏi. Lục cận phong đánh chống làng, chuẩn bị một chiếc xe rẻ tiền cho tôi lão đại anh muốn làm gì làm tài xế công nghệ chở khách tô yên vừa về đến trước cổng nhà họ tô thì thấy tô đình nghiêm và tần phương linh đang đứng trước cổng cùng kính tiễn một người đàn ông trung niên người này là người nhà họ lục cử đến để hủy hôn nhà họ lục ban đầu bỗng nhiên muốn cưới con gái nhà họ tô bây giờ lại bỗng nhiên đến hủy hôn cô dâu bị đánh cháo lại bỏ chạy giữa đường nhà họ lục vậy mà lại không làm khó gì cả tô đình nghiêm lau mồ hôi trên trán nghiêm khắc quát Tô Yên, Tô Yên, xem chuyện tốt của con kìa, con còn mặt mũi về nhà nữa sao, lần này nếu không phải nhà họ lục nương tay, nhà họ Tô đã đợi phá sản rồi. Ánh mắt lạnh nhạt của Tô Yên nhìn chằm chằm vào Tô Đình Nghiêm, lạnh lùng chất vấn cha, chuyện đánh cháo cô dâu tối qua, cha biết chưa? chương 3 Thật ra nghe từ trong lời nói của Tô Đình Nghiêm, Tô Yên đã biết được đáp án rồi, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi, bởi cô không dám tin được cha ruột của cô cũng muốn đẩy cô vào biển lửa. Lời chất vấn của Tô Yên khiến Tô Đình Nghiêm nhất thời nhịn không được, ánh mắt ông ta lảng sang chỗ khác, cảm thấy trột dạ không dám đối diện với ánh mắt của Tô Yên. Mấy năm nay, đứa con gái lớn này của ông ta càng ngày càng khiến ông ta thêm kiêng kỵ. Đặc biệt là đôi mắt đó, cứ hễ mỗi lần nhìn vào, ông ta lại như nhìn thấy mẹ của Tô Yên. Chuyện này khiến trong lòng ông ta cảm thấy rất khó chịu, rất muốn né tránh. Con đang nói với giọng điệu gì thế hả? Cha là cha ruột của con hay là tội phạm? Con lại dùng cái giọng điệu đó mà nói chuyện với cha đó hả? À? Tô Yên châm biếm, "Cha, ông còn biết ông là cha ruột của tôi, vậy tại sao ông lại muốn đẩy tôi vào biển lửa? Để mặc cho Tần Phương Linh bỏ thuốc tôi, đẩy tôi gả cho nhà họ Lục. Nếu không có sự đồng ý ngầm của Tô Đình Nghiêm, Tần Phương Linh cũng sẽ không làm được những chuyện như thế." Dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền rồi. Tần Phương Linh cũng không giả vờ nữa, nhà họ Lục chỉ nói là cưới con gái nhà họ Tô, cũng không nói rõ là người nào. Hơn nữa ở đế đô này, gia tộc nhà họ Lục chỉ cần dẫm chân một cái cũng có thể khiến cả đế đô run lên. Gả con vào gia đình đó, con nên phải cảm ơn chúng ta mới đúng. Nhà họ Lục tốt như vậy, thế sao không gả Tô Vân đi đi? Giọng điệu của Tô Yên lạnh thêm mấy phần, trước đó cô đã tới nhà họ sở rồi. Người nhà họ sở nói với cô, sở hướng Nam và Tô Vân đã ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Vào giây phút đó, Tô Yên có cảm giác như đất trời đều sụp đổ. Sở hướng Nam ruồng bỏ cô rồi. Sở hướng Nam đã phát hiện cô dâu không đúng, vì sao lại không tới tìm cô? Đủ rồi, Tô Đình nghiêm lạnh giọng nói, sức khỏe của Tiểu Vân không tốt, nếu như để nó gả vào nhà họ lục thì làm sao chịu được khốn đốn đó? Con là chị gái, thay Tiểu Vân gả vào đó thì đã làm sao đâu? Tô Yên nghe thế, nhìn chằm chằm vào Tô Đình Nghiêm, trong lòng cảm thấy chua xót. Mấy năm nay, cô không phải không biết Tô Đình Nghiêm thiên vị, thật không ngờ ông ta lại có thể thiên vị đến mức như thế này. Cha, mẹ của tôi đã qua đời nhiều năm như thế, có lẽ ông cũng đã quên mất mình còn có đứa con gái là tôi rồi. Ngay cả chuyện tôi sống ở nhà họ Tô này như thế nào, đã tốt nghiệp ra sao ông đều không biết. Ông cũng không biết Tần Phương Linh đã đối xử với tôi như thế nào. Tô Đình nghiêm cả giận nói, "Đây là mẹ của mày, đừng có mở miệng ra là gọi thẳng tên Tần Phương Linh, còn ra thể thống gì?" "Mẹ của tôi đã chết từ lâu rồi." Tô Yên vừa ấm ức vừa đau lòng, từ sau khi mẹ con Tần Phương Linh vào nhà họ Tô, cô chưa từng ra đến bàn cơm mà ngồi ăn cơm, mỗi ngày đều là kiểu bữa đói bữa no, ăn toàn là cơm thừa cá cặn. Sau khi vào cấp 3, tất cả học phí đều do cô tự làm thêm mà xoay sở. Cô là cô cả nhà họ Tô, nhưng sống chẳng bằng con chó. Tô Vân lại được hưởng thụ cuộc sống sung túc của cô chủ giàu sang, trên người toàn đồ hiệu, nơi ra vào các quán club. Bản thân Tô Yên lại mặc toàn là quần áo vỉa hè, phải chen chúc đi tàu điện ngầm để tới chỗ làm việc. Khắp cả đế đô này có người nào biết nhà họ Tô còn có đứa con gái lớn tên là Tô Yên đâu, tất cả bọn họ chỉ biết nhà họ Tô có đứa con gái tên là Tô Vân mà thôi. Cô vốn tưởng rằng mình có thể gả cho người mà mình yêu, từ đây sẽ rời khỏi nhà họ Tô không ngờ lại bị mẹ con tần phương linh bày mưu hãm hại tần phương linh cười giảng hòa thực chất là đổ thêm dầu vào lửa đình nghiêm ông cũng đừng có so đo với tiểu yên dù sao thì tôi cũng không phải là mẹ ruột của nó cũng không phải từ lúc bắt đầu con nó đã gọi cả họ tên tôi như thế rồi sao tôi chịu chút thiệt thòi này có đáng gì đâu đừng để cho cha con hai người vì thế mà gây gổ nhìn đi dì tần của con tới giờ vẫn luôn nghĩ cho mày đó tô đình nghiêm càng thêm thất vọng về tô yên lại nói, nhà họ lục tới từ hôn rồi, mày cũng không cần gả đi nữa, việc này cứ giải quyết như thế. Mày nhanh về thay quần áo, đừng làm mất mặt thêm nữa, công ty còn có việc, cha đi trước đây. Tô Đình Nghiêm nói xong câu này lại lập tức rời đi, không hề nhìn Tô Yên thêm một cái. Sắc mặt của Tô Yên càng lúc càng lạnh, mười mấy năm rồi, Tô Đình Nghiêm đã sớm không còn quan tâm gì tới đứa con gái này nữa, cô còn ở đây nói mấy lời đó để làm gì chứ. Tô Đình Nghiêm vừa đi, tần phương linh lại lộ ra vẻ mặt tranh chua nói con quỷ khốn kiếp nhà mày không ngờ mày còn dám tự ý đào hôn nhìn cơ thể đầy tì vết này của mày coi bộ hôm qua nhất định đã rất sung sướng nhỉ người đàn ông kia là ai vậy món quà to lớn mà gì tặng mày cảm thấy sao hả có hài lòng không ánh mắt của tôi yên sắc bén như dao tần phương linh bà thật là hèn hạ không sợ gặp quả báo sao Tần Phương Linh đắc ý cười vang, con gái của tao đã đường hoàng ngồi vào vị trí bà sở rồi, còn mày. Chẳng qua chỉ là một chiếc giày rách bị người ta chơi hết lần này tới lần khác. Tô Yên, mấy năm trước mày cũng đã ăn nằm với người khác, đến cả có bầu rồi sinh con, chuyện này e là sở hướng nam vẫn chưa biết đâu nhỉ. Mày nghĩ rằng là một cuộc trị liệu chỉnh lại màng trinh thì có thể giấu được nhà họ sở hay sao? Bị đâm trúng vào bí mật thầm kín nhất, sắc mặt của Tô Yên trở nên rất khó coi năm đó là mẹ con các người gài bẫy tôi. Không sai, quả thật 5 năm trước tôi yên có sinh một đứa bé, chỉ là đứa bé đó vừa sinh ra đã chết, mà cho tới bây giờ cô cũng không biết người đàn ông kia là ai nữa. Chuyện này, cô không có can đảm nói cho sở hướng nam biết. Đó là cơn ác mộng của cô, tôi yên thật chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng đó. Tần Phương Linh cười lạnh, đúng thì đã sao nào, cho dù mày có nói ra đi nữa, cha mày cũng sẽ không tin. Tô Yên, Tất cả mọi thứ của nhà họ Tô này đều là của con gái tao, cha mày đã ruồng bỏ mày từ lâu rồi. Đúng rồi, nói cho mày biết chuyện này luôn, đứa bé mà năm đó mày sinh ra vẫn chưa chết, nó là một thằng nhóc rất kháu khỉnh. Cái gì? Con của tôi ở đâu? Tô Yên khiếp sợ, nhớ tới đứa bé mình mang nặng suốt 10 tháng trời kia, tim cô lại co thắt từng đợt mạnh mẽ. Mày muốn biết? Tần Phương Linh cười lạnh, quỳ xuống năn nỉ đi, tao sẽ nói cho mày biết. Tần Phương Linh Tô Yên nghiến răng nghiến lời, dường như mỗi một chữ là được giết qua kẽ răng mà nói tới, một ngày nào đó, nợ cũ nợ mới tôi sẽ tính sổ một lượt với bà. Trước tiên không nói tới chuyện đứa bé có phải thật sự còn sống hay không, cho dù còn sống thì dù cô có dập đầu tới chết, Tần Phương Linh cũng sẽ không nói cho cô biết. Trong quán Ba Thủy Nguyệt, Tô Yên nhận lấy từng ly rượu một, cô cũng không biết mình đã uống bao nhiêu ly rồi. Đầu óc hiện tại đang quay cuồng, say đến độ nhũn hết cả người. Cô vừa nghĩ tới hạnh phúc của mình bị mẹ con Tần Phương Linh phá hủy, nghĩ tới Sở Hướng Nam ruồng bỏ mình đã thấy lồng ngực vô cùng khó chịu. Tô Yên, đừng uống nữa." An Hinh đoạt lấy ly rượu từ trong tay của Tô Yên, nhìn dáng vẻ khó chịu của người kia cũng khiến trong lòng cô ấy cảm thấy khó chịu, bức xúc nói: "Cháu dâu, chuyện thế này mà bọn họ cũng làm được, quả thật là không phải người mà. May mà cậu bỏ trốn, không gả tới nhà họ Lục, nếu không thì cả đời đều bị hủy hoại rồi." An Hinh chuyển đề tài, thực ra nếu như cậu cả nhà họ lục không phải là một tên quỷ chết hiểu, vậy cái danh hiệu mở cả nhà họ lục không phải sẽ treo lên để dần mặt nhà họ sở hay sao? Trước mặt nhà họ lục, mở cả nhà họ sở thì có là cái thá gì? Cậu cả nhà họ lục sống ẩn giật, rất ít người nhìn thấy người thật ở ngoài đời, tin đồn về cậu cả đó đều được rêu rao khắp cùng làng cuối phố. Hinh Hinh, trong lòng mình thấy khó chịu lắm, mình vốn chẳng là cái thá gì cả ông ta ngầm chấp nhận hành động đó của mẹ con Tần Phương Linh, đẩy mình vào biển lửa. Bị chính người thân vứt bỏ gài bẫy, làm sao Tô Yên lại có thể không cảm thấy khó chịu cho được. Hiện tại chuyện càng khiến cô khó chịu hơn chính là, cô cũng không còn quan hệ gì với sở hướng nam nữa. Hướng nam, anh ấy cũng không cần mình nữa. Hình hình, mình không còn gì nữa rồi. Tô Yên đau lòng khóc nức nở. Cậu còn có mình mà, Tô Yên, đừng khóc nữa. An Hinh vừa đau lòng vừa uất giận nói, trên đời này không chỉ có mỗi Sở hướng Nam, mình tìm cho cậu một người tốt hơn. Mình nghe nói trong quán rượu này có mấy anh chàng biết phục vụ người khác, chi bằng để mình gọi cho cậu vài người nhé. Biết phục vụ người khác. Trong đầu Tô Yên bỗng hiện lên khuôn mặt của người đàn ông tối qua, cô nhớ tới đêm hôm qua cuồng nhiệt, khuôn mặt lại nóng thêm lần nữa. Sao cô lại có thể nhớ tới người đàn ông kia chứ? Bây giờ mình sẽ gọi người cho cậu, đàn ông thôi mà có gì mà to tát đâu chứ. Nói xong, An Hinh lập tức rời đi. Tô Yên đã uống say rồi, chồng người về trước bàn cười khúc khích, duỗi tay lấy ly rượu. Bỗng, ánh mắt cô thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô lập tức tỉnh rượu ba phần, lảo đảo đuổi theo. chương 4 Hướng Nam, hướng Nam Cô nhất định phải giải thích. Không phải người nhà họ sở nói sở hướng Nam đi tuần trăng mật sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tô Yên đứng trước cửa quán rượu chặn sở hướng nam lại, gấp gáp giải thích chuyện tối qua, hướng nam, tất cả những chuyện này đều là do Tần Phương Linh và Tô Vân sắp đặt gài bẫy, là bà ta bỏ thuốc em, sau đó cháo dâu. Anh theo em cùng tìm tới cha mẹ anh để giải thích, đổi người về lại đi. Sở hướng nam vẫn không đổi sắc mặt liếc nhìn Tô Yên, muộn rồi. Tô Yên ngây người như phóng, tức là sao? Hướng nam, anh sao vậy? Tô Yên đã có linh cảm không tốt, Tần Phương Linh có thể chuốc thuốc cô, còn lớn gan dám cháo dâu, khẳng định sẽ còn sắp đặt chuyện khác nữa. Nếu không thì sao Sở Hướng Nam lại không tìm cô chứ? Sở Hướng Nam thoáng nhìn xung quanh, giống như đang xác định gì đó, sao lại kéo Tô Yên qua chỗ vắng vẻ không có người? "Yên yên," Sở Hướng Nam ôm chặt lấy Tô Yên, lảng sang vấn đề khác, "Nghe nói em bị gả vào nhà họ Lục, suốt đêm qua anh đã luôn lo lắng, em không sao chứ?" Tô Yên nhớ lại đêm cuồng dã hôm qua, trong lòng vô cùng áy náy, hướng Nam, em. Giấy không thể gói được lửa, Tô Yên biết rõ những bí mật kia của mình rồi sẽ có ngày bị Sở Hướng Nam biết được thôi. Cô đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào, lại nghe Sở Hướng Nam nói, "Yên Yên, khổ cho em rồi. Chờ anh lấy được quyền thừa kế của nhà họ Sở, hoàn toàn nắm quyền trong nhà, anh nhất định sẽ cưới em." "Hướng Nam, anh có ý gì?" Tô Yên có chút mơ hồ. "Yên Yên, tối qua, lúc anh phát hiện cô dâu không phải là em, đã muộn rồi. Sở hướng Nam nói trong ái náy, Tô Vân đồng ý giúp đỡ anh đoạt được quyền thừa kế. Em yên tâm đi, chỉ cần đợi anh nắm quyền trông coi nhà họ sở, anh nhất định sẽ ly dị với Tô Vân, cưới em làm vợ anh. Trong khoảnh khắc đó, Tô Yên cảm thấy người đàn ông ở trước mặt này sao xa lạ quá. Cô không phải là kẻ ngốc. Sở hướng Nam chỉ là con riêng của nhà họ sở, vốn dĩ không có tư cách cạnh tranh quyền thừa kế trong nhà họ sở. Hóa ra là Tô Vân đã đồng ý giúp đỡ Sở Hướng Nam tranh quyền. Tô Yên không muốn nghĩ tới lý do tại sao Sở Hướng Nam có thể chắc ăn được Tô Vân có thể giúp anh ta, nhưng nhìn khuôn mặt người kia, trái tim của cô giống như bị dao cắt. Vị trí người thừa kế, đây chính là lý do anh ruồng bỏ em đúng không? Yên Yên, sao mà là ruồng bỏ, anh cũng là vì tương lai sau này của chúng ta, anh muốn cho em những thứ tốt nhất. Em nên biết anh vẫn luôn yêu em, thế nhưng ai bảo em lại không giúp được anh? mà Tô Vân thì có thể giúp anh. Sở hướng nam nắm chặt hai vai của Tô Yên, nói em cho anh thời gian một năm, không, nửa năm thôi, anh nhất định sẽ cưới em. Tô Yên đau lòng tột độ, đây chính là người đàn ông mà cô đã yêu suốt một năm qua, vì quyền thế mà sẵn sàng vứt bỏ cô. Tô Yên gà tay sở hướng nam ra, biểu cảm cùng giọng nói đều vô cùng lạnh nhạt, không cần, sở hướng nam, tôi thực sự là có mắt như mù. Một năm nay, là tôi đã nhìn nhầm anh. Dù trước đó Tô Yên đã chuẩn bị xong tâm lý mình đã bị bỏ rơi rồi, nhưng lại không ngờ cái lý do mình bị đá chính là không giúp được gì cho anh ta. Cái lý do này, Tô Yên cảm thấy rất khó để tiếp nhận được. Yên Yên, sở hướng nam muốn tiếp tục dỗ dành Tô Yên, lại nhìn thấy Tô Vân đi tới bèn vội vã đứng ra giữ khoảng cách với người bên đây, thái độ xoay ngoắc 180 độ, tôi và Tiểu Vân đã là vợ chồng rồi. Tô Yên, sao cô lại không biết xấu hổ vậy chứ, đi quyến rũ người đàn ông của em gái mình. Tô Yên sừng sốt, bất chợt cũng nhìn thấy Tô Vân, sau đó mới hiểu ra mọi chuyện. Cô mỉm cười, một nụ cười lạnh, cũng là nụ cười tự chế giễu bản thân. Cô thật sự bị mù mà. Hướng Nam, hóa ra anh ở đây à? Tô Vân vinh váo đi tới, rất tự nhiên mà thân mật kéo tay sở hướng Nam lại, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía Tô Yên, úi trà, chị, chị cũng ở đây hả? Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Tô Yên vốn không ngó ngàng gì tới Tô Vân, chỉ nhìn về phía sở hướng nam với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Sở hướng nam không dám nhìn thẳng vào Tô Yên, quay mặt sang chỗ khác. Tô Yên đau đớn nhìn sở hướng nam, cười khẩy nói, em rể, tôi chúc cho cậu đạt được ước muốn. Ánh mắt của Tô Yên liếc nhìn sở hướng nam cứ như là dáng cho người kia một cái tát, vô cùng đau rát. Đủ rồi Tô Yên, cô còn muốn làm ầm lên tới chừng nào nữa. Sở hướng nam mất kiên nhẫn gào lên một tiếng, may mà tôi không cưới cô, nếu không tôi sẽ hối hận chết rồi. Vợ của sở hướng nam tôi lý nào lại là một người phụ nữ đanh đá khắp người toàn mùi rượu thế này chứ? Xin hãy nhớ kỹ, hiện tại tôi là chồng của Tiểu Vân, cô đừng tiếp tục vô liêm sỉ như vậy nữa. Nói xong câu này, sở hướng nam xoay người rời đi. Tô Yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người kia, ánh mắt chứa đầy chua sót, vẫn không kiềm được mà rơi ra một giọt nước mắt. Tô Yên tự nói với mình sẽ chỉ rơi một giọt nước mắt này, coi như là lễ truy điệu vì năm đó mình đã chọn sai người. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ rơi thêm giọt nước mắt nào vì sở hướng nam nữa. Tô Vân nhìn khuôn mặt trắng bệch đó của Tô Yên, mỉm cười nói, Tô Yên, chị mà cũng xứng để tranh giành đàn ông với tôi sao? Chị có chỗ nào xứng với thân phận mợ cả của nhà họ sở chứ? Chị chỉ xứng với cái tên quỷ chết yểu vừa què vừa xấu kia thôi. Thật tiếc quá, nhà họ lục lại bỏ qua cho chị dễ dàng như vậy. Tô Vân, Tô Yên nghiến răng nghiến lợi nói, "Ở trước mặt của tôi, cô làm gì có cửa mà hống hách? Tôi mới là cô chủ chính thống của nhà họ Tô, còn cô chỉ là con của kẻ thứ ba thôi." "Mẹ của cô là kẻ thứ ba, cô cũng là kẻ thứ ba, đúng rồi, Sở Hướng Nam cũng là con riêng. Con riêng kết hợp với con riêng, hai người quả thật là một cặp trời sinh." Trước đây, dù Tô Yên có giận như thế nào cũng sẽ không nói những lời khó nghe như vậy. Tô Vân giận đến đỏ mặt tía tai, Tô Yên, mày nói lại lần nữa thử xem. Mẹ mày mới là kẻ thứ ba, người đầu tiên mà cha yêu là mẹ tao, là mẹ mày nhảy vào giật lấy. Mẹ mày với mày đều là thứ đàn bà hèn hạ, mày lại càng không biết xấu hổ mà còn giành đàn ông với tao. Tô Vân cả giận, vung tay đánh Tô Yên. Tô Yên cũng không màng tới nữa, cô đã chịu đựng uất ức và ngược đãi suốt mười mấy năm ở nhà họ Tô rồi, hiện tại còn bị hai mẹ con người này gài bẫy, cơn lửa giận trong lòng sớm đã không thể dằn xuống thêm được nữa tô yên vén tay áo lên không chịu thua kém mà đánh lại tô yên cũng không biết màn đánh nhau này lại được một người đàn ông ngồi trong chiếc xe hơi ở cách đó không xa nhìn thấy hết nhìn tô yên đang đè lên người tô vân mà dồn sức đánh lục cận phong ngồi bên này khẽ nhếch mép cười người vợ này của anh không phải dạng vừa đâu tô yên đánh đến hả dạ đánh nhau chính là thế mạnh của cô loại hiểu điệu như Tô Vân thật không phải là đối thủ. Tô Yên đánh mệt rồi bèn từ trên người Tô Vân ngồi dậy, cô thả lỏng tay chân, từ trên cao nhìn xuống Tô Vân đang nằm trên mặt đất, phỉ nhổ một tiếng, tôi thấy cái vị trí mở cả nhà họ sở này của cô cũng ngồi không được vững lắm đâu, sở hướng nam cũng không có xem trọng cô lắm. Tô Vân, thứ dùng mưu kế để lấy được, tôi càng muốn xem cô có thể cầm chắc nó được hay không. Mặt mũi Tô Vân bầm dập, tóc tai rối bởi y hệt một kẻ điên, không còn chút hình tượng gì, quần áo cũng đều bị làm cho sộc sạch. Ngược lại, Tô Yên bên này lại chẳng thấy dối một sợi tóc. Tô Vân tức điên, quát một tiếng, Tô Yên, con nhỏ điên nhà mày, tao không để yên cho mày đâu. Tôi chống mắt lên đợi đây, Tô Yên chỉnh lại quần áo của mình, ưỡn người đứng thẳng. Thù hằn mười mấy năm giữa cô và Tô Vân, cũng không thua kém gì chuyện giành đàn ông này cả. Một trận đánh này lại khiến tâm trạng đau khổ khi nãy vơi đi không ít. Tần Phương Linh và Tô Vân gài bẫy hãm hại cô, thật ra cũng không phải là chuyện khiến Tô Yên thấy khó chịu nhất. Chuyện tối qua phát sinh quan hệ với người đàn ông xa lạ kia cũng không khiến cô cảm thấy quá tức giận, điều khó chịu nhất trong lòng cô chính là biết được bộ mặt thật của sở hướng nam. Người mà cô vui mừng vì mình sắp được gả cho lại bỗng biến thành em rể, hơn hết là lộ ra luôn bộ mặt thật xấu xa, vì quyền lợi mà ruồng bỏ cô. Đoạn tình cảm mà cô trân trọng, nhưng trong mắt sở hướng nam lại là thứ có thể dễ dàng bị gạt đi men rượu sộc lên não tô yên lảo đảo rời đi xe taxi thì quá đắt bình thường cô đều ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm hoặc là gọi taxi công nghệ đầu óc tô yên hỗn loạn ngồi xuống đường lấy điện thoại ra gọi xe trong phút chốc một chiếc xe hơi đã đậu ở bên cạnh cô tô yên say tới thần trí không còn tỉnh táo nữa còn tưởng rằng đây là xe của mình gọi tới Cô kéo cửa xe ra ngồi vào nói, "Bác Tài, tới chung cư Hoa Mãn Đình, cảm ơn." Nói xong, Tô Yên ngả người ra ghế ngủ mất. Lục Cận Phong liếc nhìn Tô Yên nằm ở dãy ghế sau, bên trong đôi mắt sâu lắng kia lại giấy lên một tia chiều chuộng hiếm thấy. Chương 5. Tô Yên tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao rồi. Khi cô nhìn rõ mình lại tỉnh dậy trong xe, mà bên cạnh vẫn là người đàn ông đó, cô có cảm giác như đang nằm mơ. Sau khi cảm giác say qua đi, đầu cô vô cùng đau. Đã trải qua một lần, Tô Yên cũng không hoảng loạn và ngạc nhiên như vậy nữa, rất nhanh tâm trạng đã bình phục lại. Tô Yên mặc quần áo rồi xuống xe, xung quanh không có người, rất vắng vẻ, cô tìm một phiến đá ngồi xuống, ánh mắt ngây dại nhìn về phía xa. Trong lòng Tô Yên hiểu rất rõ, cho dù hai mẹ con Tô Vân không hại cô, cô và Sở Hướng Nam cũng sẽ không thể dài lâu. Tối hôm qua cô mới biết rõ giã tâm của sở hướng nam, người đàn ông đó không cam chịu làm người bình thường. Nếu để sở hướng nam biết cô đã từng sinh con, còn triền miên hai lần với người đàn ông khác trong xe, có lẽ những lời anh ta nói tối qua còn khó nghe hơn. Nhìn rõ bộ mặt thật của sở hướng nam, trong lòng tôi yên có cảm giác như chút được gánh nặng. Cô không còn phải lo lắng bí mật của mình sẽ bị sở hướng nam phát hiện nữa. Cũng không cần mang cảm giác tội lỗi nữa chỉ cần nghĩ đến người cha ruột cũng gài bẫy cô nghĩ đến sự ngọt ngào với sở hướng nam trong một năm này trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu lục cận phong đã tỉnh lại từ lâu rồi anh để tôi yên một mình yên tĩnh một lúc rồi mới cầm hai chai nước đi qua uống chút nước để làm ấm cổ họng đi tối qua em kêu dữ quá chắc là họng rất đau rồi lời nói đứng đắn của lục cận phong khiến tôi yên đỏ mặt cô vẫn chưa say đến mất lý trí vẫn nhớ chuyện của tối hôm qua Tô Yên ổn định lại tâm trạng, sao anh lại ở quán Ba Thủy Nguyệt? Cô vừa mở miệng, cổ họng đúng là rất không thoải mái. Cô nhớ cô đã đặt xe công nghệ, bây giờ tỉnh táo lại, cũng biết đây không phải là chiếc xe đó, nhưng sao cô lại ở trên xe của anh? Đây là duyên phận, Lục Cận Phong hơi nâng mày, tôi chở khách đến quán ba, đúng lúc nhìn thấy em ở trước cửa. Cô gái, bây giờ em đã ăn hai lần, còn muốn ăn quyệt. Tô Yên xấu hổ, suýt nữa đã sặc nước uống từ từ lục cận phong mau chóng vỗ lưng cho tô yên tôi gọi vào số điện thoại của em là số không tồn tại tôi biết là em xem thường tài xế công nghệ nếu em không muốn nhìn thấy tôi bây giờ tôi có thể rời đi sau này sẽ không đến làm phiền em nữa lại là giọng điệu mất mát này tô yên không biết tại sao cô không thể nào kháng cự lại giọng điệu này của đàn ông cô cảm thấy tràn đầy cảm giác tội lỗi không phải tôi không xem thường anh đâu tô yên hít sâu một hơi Giống như đã đưa ra quyết định gì đó, tôi tên Tô Yên, anh tên gì? Tô Yên đã quên mất những lời cô nói khi truyền miên trước đó rồi. Nói ra thì thật không thể tưởng tượng nổi, cô chỉ mới quen người đàn ông này chưa đến hai ngày, thế mà đã ở bên nhau hai lần, nhưng đến tên của anh là gì cô cũng chưa biết. Lục Cận Phong cười cười, tự giới thiệu, Lục Cận Phong, tài xế công nghệ, năm nay 30 tuổi, không có sở thích xấu, cơ thể khỏe mạnh, chức năng thận bình thường, việc này em cũng đã tự mình kiểm nghiệm rồi. Khủ khủ, Tô Yên xấu hổ đỏ bừng hai má. Đợi đã, Lục Cận Phong. Sao cái tên này nghe quen thế? Lúc trước, suýt nữa cô đã gả cho cậu cả nhà họ Lục, cũng có tên Lục Cận Phong. Nhưng theo lời đồn, cậu cả nhà họ Lục bị què và hủy dung, không sống được bao nhiêu năm nữa. Còn người đàn ông trước mặt có cơ thể khỏe mạnh, có gương mặt có thể giết hết cả vòng giải trí, cũng chỉ là một tài xế công nghệ bình thường. Xem ra chỉ là cùng họ cùng tên mà thôi. Lục Cận Phong quan sát sắc mặt của Tô Yên, không có anh chị em. Vốn dĩ là sắp kết hôn, nhưng vì giúp em, bây giờ phía nhà gái đòi hủy hôn, nên hiện tại đang độc thân. Ánh mắt của Lục Cận Phong rất chân thành, Tô Yên ngẩng đầu nhìn thì lọt vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tim cô run lên một cái. Tô Yên nghĩ đến sự thay lòng của Sở Hướng Nam, Ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Cận Phong, anh đồng ý làm bạn trai của tôi không? Lục Cận Phong ngây người, đột nhiên bật cười, tôi không đồng ý làm bạn trai của em. Bị người khác từ chối, Tô Yên hơi ngại ngùng, cô vừa định mở miệng thì nghe thấy Lục Cận Phong nói tiếp, tôi muốn làm chồng của em. Tô Yên mở to mắt, có phải nhanh quá rồi không? Cô muốn tiến tới từng bước, hai người đã làm hai lần rồi, có lẽ có thể thử qua lại. Không hợp thì chia tay sở hướng nam có thể ở bên Tô Vân, vậy tại sao cô phải chìm đắm vào đó chứ? Nhưng cô thừa nhận, bảo Lục Cận Phong làm bạn trai cô, đúng là cô có ôm chút tâm lý báo thù. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Yên, Lục Cận Phong cũng lo lắng mình quá gấp gáp, dọa cô chạy mất. Vậy tôi lùi một bước, làm bạn trai của em trước vậy. Sọng điệu của Lục Cận Phong rất dịu dàng, hai chúng ta mới quen nhau không bao lâu, đúng là phải tìm hiểu nhau nhiều hơn sao cô lại nghe thấy giọng điệu này có hơi miễn cưỡng nhỉ tô yên hỏi cô dâu của anh hủy hôn rồi vậy cha mẹ anh không sao chứ có cần tôi làm gì không bọn họ vô cùng đau lòng hôm qua đã đi du lịch cho khuây khỏa rồi tạm thời không liên lạc được lục cận phong nghiêm túc nói lung tung đợi bọn họ giải khuây về rồi tôi sẽ đưa em đến gặp bọn họ tô yên cũng không nghĩ nhiều bởi vì bụng cô đã kêu đói rồi lục cận phong cười tự nhiên nắm lấy tay cô, đi thôi, tôi đưa em đi ăn cơm trước. Hành động của Lục Cận Phong khiến tôi yên ngây người. Cô nhìn bàn tay đan sen người ngón vào nhau của hai người, mặt đỏ lên. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, tiếp xúc với nhau khiến đáy lòng cô lướt qua cảm giác khác thường. Lục Cận Phong vẫn luôn quan sát phản ứng của Tô Yên, khóe miệng bất giác cong lên, đáy mắt lướt qua tia rảo hoạt. Lục Cận Phong đưa Tô Yên đến một tiệm ăn gần đó, không sang trọng lắm, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng em thích ăn gì thì cứ gọi lục cận phong đưa menu cho tô yên rất ga lăng nói tô yên nhìn menu một cái giá cả cũng không đắt rất bình dân nên gọi hai món ăn một món canh lục cận phong thấy cô chỉ gọi có nhiều đây nhíu mày gọi thêm mấy món đi không cần đâu chỉ có hai chúng ta gọi nhiều quá cũng không ăn hết tô yên ngăn cản nói lái xe rất vất vả kiếm tiền cũng không dễ dàng gì đừng lãng phí. Đây là bạn gái đang tiết kiệm tiền giúp anh sao? Mày lục cận phong giãn ra, có chút ý cười, được, nghe em hết. Nói xong, lục cận phong đột nhiên đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Tô Yên, đây là tiền tiết kiệm của tôi, không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn, mật khẩu là 6 số sau cùng. Anh làm gì vậy? Tô Yên hơi ngây ra. Sau này, tiền lương mỗi tháng đều sẽ để em giữ. Thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng một vạn, bây giờ hơi ít, tôi sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn để em có cuộc sống tốt hơn tô yên được yêu thích mà lo sợ hai người mới quen nhau chưa đến hai ngày thế mà anh đã đưa hết tất cả tài sản cho cô giữ anh tự giữ đi tôi có công việc không cần tiền của anh tô yên mau chóng từ chối bây giờ em là bạn gái của tôi bạn gái giữ tiền của bạn trai là chuyện rất bình thường lục cận phong nhét thẻ ngân hàng vào tay tô yên không phải đây là cảm giác an toàn mà phụ nữ các em thường hay nói sao Tô Yên lại ngây ra, cho nên Lục Cận Phong đang cho cô cảm giác an toàn sao? Trên mạng có câu nói thế này, tiền của đàn ông ở đâu thì tim của anh ta ở đó. Vào khoảnh khắc nắm thẻ ngân hàng trong lòng bàn tay, thế mà trong lòng Tô Yên lại thật sự có cảm giác chân thực. Mặc dù người đàn ông trước mặt không phải người giàu có gì, nhưng lại rất chân thành. Từ trước đến giờ, Tô Yên chưa từng nghĩ sẽ gả vào gia đình giàu có, sống cuộc sống của bà chủ lớn gì cô vẫn luôn muốn một cuộc sống yên bình và ấm áp cô tưởng rằng sở hướng nam có thể cho cô một cuộc sống như vậy nhưng không ngờ dã tâm của anh ta quá lớn anh ta không cam lòng với cuộc sống bình yên mà muốn tranh giành quyền thừa kế vậy tôi sẽ giữ giúp anh trước khi nào anh cần dùng tiền thì cứ nói một tiếng tô yên cũng không từ chối nữa được khóe môi lục cận phong nở nụ cười mỗi tháng em cho tôi chút tiền tiêu vặt là được rồi thức ăn được dọn lên Tôi Yên quả thật là đói rồi, bắt đầu ăn. Lục Cận Phong ăn rất ít, chỉ mãi gắp đồ ăn và rót nước cho Tô Yên. Hai người giống như một cặp đôi bình thường ăn cơm ở tiệm ăn bên đường. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt của Vạn Nhất vô tình đi ngang qua, khiến anh ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Anh ta không nhìn nhầm chứ? Người nắm quyền của nhà họ Lục lại ăn cơm với một người phụ nữ ở tiệm ăn bên đường. Chương 6. Vạn Nhất tưởng là mình hoa mắt rụi rụi mắt, xác định lại lần nữa. Không sai, là người nắm quyền của nhà họ lục. Người phụ nữ đối diện lão đại là ai? Trong lòng vạn nhất vô cùng tò mò, lại kích động. Mùa xuân của lão đại sắp đến rồi. Tô Yên ăn xong, thấy lục cận phong không ăn gì mấy, còn cô lại ăn rất nhiều, hơi ngại ngùng, đồ ăn không hợp khẩu vị sao. Lục cận phong lắc đầu, ý tứ sâu xa nói, tối hôm qua ăn no quá. Lúc đầu, Tô Yên còn chưa phản ứng kịp, khi cô hiểu ý trong lời nói của Lục Cận Phong thì mặt lập tức đỏ lên. Mức độ điên cuồng tối qua không hề kém tối hôm trước chút nào. "Tôi, tôi ăn no rồi." Tô Yên vừa nói xong, lại cảm thấy hình như lại nói sai rồi. Quả nhiên, cô nghe thấy Lục Cận Phong cười hi hi nói, "Ừm, um, xem ra Yên Yên rất hài lòng với lực chiến đấu của tôi." Hai chữ hiền yên, yên đánh thẳng vào lòng cô. "Tôi không có ý đó." Tô Yên Hận không thể tìm lỗ nào đó mà chui xuống. Sao lại càng bôi càng đen thế này? Nhưng không thể không thừa nhận, phương diện đó của Lục Cận Phong đúng là rất mạnh mẽ. Khi ý thức được mình đã bị dắt mũi, Tô Yên mau chóng hoàn hồn, vừa định mở miệng thì nhìn thấy một người ông lạ mặt đi qua đây. Lão đại, vạn nhất thật sự không nhịn được nữa, vẫn là đi qua góp vui. Bên cạnh lão đại có phụ nữ, chuyện này lại để anh ta gặp được, sao có thể bỏ đi như vậy chứ? Nếu tin tức này để đám anh em biết, có lẽ sẽ khiến không ít người kinh ngạc. Lục Cận Phong bình thản liếc Vạn Nhất một cái, tôi yên tò mò hỏi, bạn anh à? Không thân lắm, giọng điệu của Lục Cận Phong vô cùng ghét bỏ, lại rất hờ hững, nhưng lại âm thầm cho Vạn Nhất một ánh mắt bảo anh ta đừng nhiều chuyện. Vạn Nhất nghe thấy lời này, mắt chừng to lên. Anh em mười mấy năm mà không thân lắm? Thôi, nể tình lão đại đang hẹn hò với người đẹp, anh ta vẫn là nên biết điều mà phối hợp. Phải, không thân lắm, chỉ là bạn bè bình thường, bạn bè bình thường. Vạn Nhất đánh giá Tô Yên một cái, vô cùng kinh ngạc, gọi tôi là vạn nhất là được. Có người đẹp nào mà vạn nhất chưa gặp qua, nhưng khi nhìn thấy Tô Yên, anh ta vẫn thấy kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô. Tô Yên chỉ để mặt mộc, nhưng anh ta nhìn một cái đã kinh ngạc. Vừa nghe thấy là bạn của Lục Cận Phong, Tô Yên mỉm cười chào hỏi, "Chào anh, tôi tên Tô Yên." Tô Yên sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? không đợi vạn nhất nhớ ra, lục cận phong đã bổ sung một câu: bạn gái của tôi chỉ bốn chữ nhẹ nhàng, lại khiến vạn nhất kinh ngạc há to mồm đến mức đủ nhét một quả trứng gà. bạn, bạn gái vốn dĩ vạn nhất tưởng rằng lão đại đang hẹn hò với người đẹp, không ngờ anh lại giới thiệu chính thức như vậy. người nắm quyền của nhà họ lục quen bạn gái rồi, cây vạn với cuối cùng cũng nở hoa rồi. tôi yên xấu hổ cúi đầu đúng là cô đã xác định quan hệ bạn trai bạn gái với lục cận phong nên cũng ngại phản bác đúng lúc này an hinh gọi điện thoại đến tôi yên mới ý thức được tối hôm qua cô bỏ đi ném an hinh lại một mình ở quán bar sau khi cúp máy tôi yên nói à tôi phải đi gặp bạn tôi tối qua tôi đã bỏ cậu ấy lại quán bar chiều nay anh còn phải chờ khách nữa đúng không vậy tôi không làm lỡ thời gian của anh nữa lục cận phong là một bạn trai đúng nghĩa tôi đưa em về không cần đâu, tôi tự đi là được rồi. Tô Yên chỉ chỉ điện thoại, chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé. Lúc nãy hai người đã trao đổi số điện thoại rồi. Được, Lục Cận Phong cũng không ép buộc cô. Tô Yên gọi xe rời đi, sau khi cô đi rồi, Vạn Nhất mới hoàn hồn. Em mới nhớ ra, không phải cô cả của nhà họ Tô bị anh hủy hôn tên là Tô Yên sao? Cô gái lúc nãy là cô cả của nhà họ Tô. Lục Cận Phong, không sai. Vạn Nhất kinh ngạc nói, lão đại hôm trước anh bảo người khác đi từ hôn, hôm sau anh lại đi hẹn hò với người ta, anh đang làm gì vậy? Lục Cận Phong cong khóe môi, cô ấy nói cậu cả nhà họ Lục bị hủy dung và què chân, là một tên chết hiểu, không sống được bao nhiêu năm nữa, nên thả chết cũng không chịu gả. Đây không phải là tin đồn mà anh bảo người khác truyền ra ngoài sao. Vạn nhất nhẹ nhàng nhắc nhở, lão đại, anh đừng quên, ba người vợ đã chết của anh, bên ngoài đều đồn là do bị anh ngược đãi đến chết, bây giờ cả đế đô cũng không có mấy cô gái dám gả cho anh, ông cụ mới chỉ đích danh con gái nhà họ Tô. Quên rồi, giọng điệu lục cận phong bay bổng, nhìn theo hướng Tô Yên rời đi, trong mắt có chút dịu dàng, dưa hái xanh không ngọt, vợ của mình thì phải tự theo đuổi mới thú vị. Vạn nhất kinh ngạc không thôi, lão đại, ý của anh là, bây giờ anh đang theo đuổi cô Tô. Đây không phải là làm chuyện thừa thái sao, cô Tô không biết thân phận của anh. Đã lấy người ta rồi, thế mà đòi hủy hôn, sau đó lại theo đuổi, đây không phải là làm chuyện thừa thải thì là gì? Rất thú vị đấy, trong mắt Lục Cận Phong tràn đầy hứng thú, một FA như cậu, không hiểu đâu. Vạn nhất, rốt cuộc ai mới là FA ngàn năm thật sự? Không phải chỉ mới yêu đương hai ngày thôi sao? Yêu đương thì hay lắm sao? Nhưng mà, yêu đương thật sự rất hay ho. Người nắm quyền của nhà họ Lục yêu đương lại càng hay ho hơn vạn nhất vẫn nhiều chuyện thêm một câu lão đại anh bảo người ta đi hủy hôn đây đã chuyện nằm ngoài kế hoạch nếu lại bị mấy người đó phát hiện anh và cô tô ở bên nhau vậy thì sẽ rất bất lợi với kế hoạch đôi mắt của lục cận phong híp lại một cách nguy hiểm tôi có chừng mực lão đại anh làm thật à vạn nhất tưởng lão đại chỉ là chơi đùa nhưng nhìn dáng vẻ thì không giống như vậy nếu mấy người đó biết cô tô ai không sợ mất mạng thì cứ đâm đầu vào cái chết giọng điệu lạnh lùng của lục cận phong tràn đầy sát khí trong lòng vạn nhất chấn động lục cận phong không nên có điểm yếu cũng không thể có suốt cuộc cô tô đó có ma lực gì vạn nhất rất ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng thay cho lão đại trong những năm này ngoại trừ người đó đây là lần đầu tiên anh ta thấy lão đại để tâm đến một cô gái như vậy có lẽ đây không phải là một chuyện xấu vạn nhất thở dài một hơi đột nhiên nghĩ đến lời nói lúc nãy của tô yên lão đại lúc nãy cô tô nói anh phải đi chờ khách ừ lục cận trong lắc lắc chìa khóa xe trong tay bây giờ tôi là một tài xế công nghệ tôi phải đi kiếm tiền nuôi vợ đây trong giọng của anh tràn đầy mùi chua khi yêu đương và sự tự hào khi có bạn gái nói xong lục cận phong đi về phía chiếc xe giá mười mấy vạn đang dừng bên đường vạn nhất lại kinh ngạc đến rất cầm lần nữa vì để theo đuổi con gái Lão đại thật dám làm. Xe dùng để đi mua đồ ăn của bảo mẫu nhà họ Lục cũng phải mấy trăm vạn. Bây giờ người có tiền đều chơi như vậy sao? Trước đó lão đại bảo anh ta chuẩn bị một chiếc xe rẻ tiền là để theo đuổi vợ sao? Lục Cận Phong kéo cửa xe ra, lại bổ sung một câu, sau này ở trước mặt cô ấy, đừng nói lung tung. Ước muốn sống sót của vạn nhất vẫn vô cùng mạnh mẽ. Anh ta làm động tác khóa miệng, đảm bảo miệng sẽ kín kẽ. Lục Cận Phong lên xe, mở danh bạ ra, đổi số điện thoại của Tô Yên thành mèo hoang nhỏ, sau đó lại gửi một tin nhắn cho người có tên là Emily, mỗi tháng đúng hạn chuyển vào thẻ tôi một vạn 2. Bộ phận thư ký của tập đoàn Lục Thị, Emily nhận được mệnh lệnh của cấp trên, hơi ngây ra với con số một vạn 2 này. Có phải ông chủ đã gõ thiếu vài số không rồi không? Đúng vậy, chắc là ông chủ đã gõ thiếu vài số không rồi, ít nhất phải là 1.200 vạn mới đúng. Emily lập tức trả lời, "Vâng, ông chủ." Chương 7. Tô Yên và An Hinh hẹn nhau ở quán cà phê. Vừa nhìn thấy người kia tới, An Hinh đã lo lắng hỏi, "Tô Yên, tối qua sao cậu lại đi mất vậy? Mình gọi điện thoại cũng không bắt máy, thật sự là làm mình lo chết đi được." "Hinh Hinh, xin lỗi nha, tối qua mình uống say quá. Tô Yên vô cùng áy náy, "Mình tự bắt xe về, cậu bớt giận nha, muốn uống gì cứ gọi, mình mời." tô yên không dám nói hôm qua mình đi cùng với một người đàn ông cậu không sao là được rồi cậu tự giữ chút tiền lương cho bản thân đi an hinh thở phào một hơi hỏi lại cậu vẫn không về nhà họ tô sao không về nơi đó đã không còn là nhà của mình từ lâu rồi tô yên cười khổ cô đã dọn ra khỏi nhà họ tô thuê nhà ở ngoài từ lâu rồi nếu không phải lần kết hôn đó cô cũng không trở về nhà họ tô lời nói của an hinh như nhắc nhở tô yên chuyện xảy ra mấy hôm nay giống như một giấc mơ, cho dù là mẹ kế gài bẫy hay là sở hướng nam thay lòng đổi giả thì cô vẫn phải sống tiếp. Cô đã xin nghỉ nửa tháng, ngày mai là sẽ kết thúc kỳ nghỉ. Nếu như cô muốn tồn tại trong cái thành phố này thì nhất định phải đi làm. Cô không phải là cô chủ giàu sang gì cả, ngoại trừ họ tô ra thì tất cả những thứ liên quan tới nhà họ tô đều không có dính líu tới cô nữa. Tô Yên trở về công ty làm lại. Toàn bộ người trong công ty, không ai biết cô là cô cả nhà họ Tô, càng không biết mối quan hệ giữa cô và Sở Hướng Nam. Tính cách của Tô Yên hơi lạnh lùng, chưa bao giờ đề cập với bất kỳ người nào về mối quan hệ giữa mình và Sở Hướng Nam, thậm chí cả chuyện suýt chút được gả vào nhà họ Sở. Khắp cả công ty đều cho rằng Tô Yên độc thân, chỉ là một người bình thường. Sau khi trở lại công ty, Tô Yên cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, dùng công việc để phân tán tư tưởng, không để mình lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Sở Hướng Nam nữa. Sau khi tách ra khỏi Lục Cận Phong, nửa tháng tiếp theo đó hai người cũng không có gặp lại nữa, chỉ là liên lạc với nhau qua WeChat. Tô Yên làm công việc phiên dịch, hầu như mỗi ngày đều phải tăng ca tới khuya. Hôm nay, Tô Yên lại tăng ca đến 11 giờ khuya, là người cuối cùng rời khỏi công ty. Xe buýt cũng sắp chạy chuyến cuối cùng rồi. Tô Yên vội vã đi đón xe nhưng vẫn là tới chậm một bước, chỉ có thể nhìn chuyến xe cuối cùng càng lúc càng chạy về phía xa xem ra hôm nay lại phải gọi xe rồi. Tô Yên lẩm bẩm, có hơi xót phí tiền của mình. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi quen thuộc từ từ dừng lại ở trước mặt Tô Yên. Cửa kính xe hạ xuống, Lục Cận Phong ngó đầu nhìn ra, nở nụ cười ấm áp nói yên yên, lên xe. Lúc nhìn thấy Lục Cận Phong, Tô Yên thoáng hốt hoảng. Hai người đã hơn nửa tháng không gặp, Lục Cận Phong không nói gặp mặt, cô cũng không chủ động đề nghị gặp, Cộng thêm công việc bận rộn nên hai người cũng rất ít khi trò chuyện qua WeChat. Tô Yên hầu như suýt chút quên mất mình có một người bạn trai. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng đó của Tô Yên, Lục Cận Phong xuống xe, ga lăng mở cửa xe thay cho cô, nhìn người kia với ánh mắt đầy chiều chuộng, "Sao thế? Nửa tháng không gặp nên quên mất bạn trai mình rồi à? Xem ra đêm nay phải tăng thêm ấn tượng." "Sao, sao anh lại tới đây?" Tô Yên hoàn hồn, vô cùng bất ngờ hỏi lại. Hôm nay tan làm sớm một chút, qua đây với em. Lục Cận Phong vẫn mang theo nụ cười dịu dàng trên mặt nói, dạo gần đây có hơi bận, đã lạnh nhạt với em rồi, em sẽ không giận chứ. Không có, dạo này tôi cũng rất bận, tôi yên ngồi xuống, cô thật sự không có giận, ngược lại còn thấy bản thân mình rất ngại vì suýt chút đã quên mất mình có bạn trai. Còn chưa ăn tối nhỉ, chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Lục Cận Phong vừa lái xe vừa nói, sau này tôi sẽ đưa đón em đi làm muộn thế này em lại là con gái một mình về sẽ không an toàn không cần phiền phức tô yên còn chưa nói hết lục cận phong đã chen ngang bây giờ em là bạn gái của tôi đưa đón bạn gái đi làm là nghĩa vụ của bạn trai đã muộn lắm rồi rất nhiều nhà hàng đã đóng cửa lục cận phong lái xe vào trong nhà hàng kiểu biệt thự cao cấp là biệt viện tiểu trù tô yên đã từng tới đây cùng an hinh một lần rồi nhà hàng này vốn không phải kiểu có tiền sẽ có thể vào được còn phải có địa vị xã hội nhất định nữa cơ. Hơn nữa nhà hàng này, một ngày chỉ đón 50 vị thực khách. Tô Yên rất mực kinh ngạc, chúng ta ăn cơm ở đây sao? Nơi này rất đắt, hơn nữa, nhà hàng này là phục vụ theo chế độ thành viên, yêu cầu rất nghiêm ngặt. Đẳng cấp giống nhà họ Tô còn không thể đặt chân tới ngưỡng cửa của nhà hàng này. Một bữa cơm ở đây có thể khiến nhiều người dù có kiếm tiền cả đời này cũng không trả đủ. Ừm, đồ ăn của nhà hàng này cũng được giọng điệu của Lục Cận Phong rất thản nhiên, đối với anh mà nói thì cái nhà hàng mà người khác phải thay nhau ao ước được vào ăn một bữa này cũng chỉ thuộc dạng xoàng mà thôi, chỉ là đủ ấn tượng để có thể ghi nhớ. Nếu không phải đã quá muộn, sợ Tô Yên bị đói, Lục Cận Phong cũng sẽ không dắt cô tới chỗ này. Tô Yên kéo tay Lục Cận Phong nói, hay là chúng ta trở về đi, không cần tốn tiền đi ăn ở chỗ này đâu, tôi cũng không thấy đói bụng lắm, Tô Yên cảm thấy Lục Cận Phong hẳn là vì để giữ hình tượng nên mới tùy tiện dắt cô tới đây, bản thân người này chắc cũng không biết, một bữa ăn ở đây lại có giá hơn vài chục triệu. "Cũng đã tới rồi, Yên Yên, em không cần tiết kiệm giúp tôi đâu." Lục Cận Phong nắm tay của Tô Yên, cười nói, "Bạn trai dắt bạn gái đi ăn, đây là chuyện thường tình mà." "Nhưng nơi này đắt lắm, hơn nữa hai chúng ta cũng không vào được đâu." Còn chưa nói xong, từ phía sau đã truyền tới một giọng nói quen thuộc đây không phải là chị đó sao chị chị cũng tới đây ăn cơm à trùng hợp tôi và hướng nam cũng ăn cơm ở đây ngồi chung đi tô yên không cần quay đầu lại cũng đã ngửi thấy mùi thảo mai trên người của tô vân vẻ mặt của cô lạnh lùng chỉ thoáng liếc nhìn tô vân một cái cô cũng thực sự khâm phục người này lần trước bị cô đánh thảm như vậy lần này còn dám sát tới tô vân kéo cánh tay của sở hướng nam dáng vẻ khiêu khích khoe khoang chị thật trùng hợp không ngờ lại gặp chị ở đây. Chị à, đây là... Tô Vân đã chú ý tới Lục Cận Phong đứng bên cạnh Tô Yên, lúc nhìn thấy rõ được dáng vẻ của anh, cô ta lấy làm kinh ngạc, bởi người này thật sự là vô cùng đẹp trai. Cô ta ghen tị sao Tô Yên lại có thể tốt số như vậy, đi đâu cũng gặp được trai đẹp yêu tú chứ. Tô Vân cố ý nói chị, là bạn trai chị à. Quen nhau từ lúc nào thế, sao tôi lại không nghe chị nói. Đúng vậy, là bạn trai tôi. Tô Yên hào phóng thừa nhận, cô làm sao không biết được dụng ý của Tô Vân, nói câu đó ra chính là muốn gây xích mích giữa cô và Sở Hướng Nam đây mà. Mà cô với Sở Hướng Nam đã cắt đứt lâu rồi, cô cũng không sợ bị anh ta biết nữa. Tô Yên kéo Lục Cận Phong lại, lạnh lùng đáp, tôi quen bạn trai, không cần phải thông báo với cô. Sở Hướng Nam nhìn hai người lôi kéo thân mật như thế, trong mắt có chút tức giận nói, Tô Yên, đừng lộn xộn theo cái nhìn của sở hướng nam thì Tô Yên chỉ là cố ý tìm một người đàn ông khác để thăm dò anh ta, nhằm cố ý muốn chọc tức anh ta mà thôi. Dù sao thì người nắm quyền của nhà họ Lục có dáng vẻ ra sao, có rất ít người nhìn thấy. Tô Yên cũng thấy được sở hướng nam không tin, bèn quay đầu nói với Lục Cận Phong, cúi người thấp xuống chút. Lục Cận Phong không biết Tô Yên muốn làm gì, nhưng vẫn tình nguyện phối hợp khẽ cúi người xuống. Bỗng, Tô Yên ôm lấy cổ của Lục Cận Phong, trực tiếp hôn lên môi anh. Lục Cận Phong có hơi bất ngờ, nhưng lại vô cùng hưởng thụ. Sắc mặt của sở hướng nam lúc này rất khó coi, Tô Vân kinh ngạc nhìn hai người này đang ôm hôn, cô ta không ngờ Tô Yên lại thật sự hôn người kia. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã lập tức tách ra. Tô Yên nhìn sở hướng nam, sau đó dựa vào trong ngực Lục Cận Phong, cười tươi như hoa, chúng tôi thật lòng yêu nhau. Chương 8, Lục Cận Phong nghe được câu thật lòng yêu thương đó thì vô cùng hưởng thụ. Cho dù biết rằng người phụ nữ này đang lợi dụng anh, thì vẫn không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt của anh. Tô Yên, Sở Hướng nam tức giận khôn cùng, sao cô lại sa đọa thành thế này, cô tìm đâu ra một người đàn ông xinh đẹp như vậy. Từ xinh đẹp dùng cho đàn ông vốn có nghĩa xấu. Tô Yên đương nhiên nghe hiểu ý mỉa mai trong lời nói của Sở Hướng nam, đây là đang ám chỉ Lục Cận Phong là một tên ẻo lả. Tô Vân liếc nhìn sắc mặt Sở Hướng Nam, trong lòng vô cùng vui sướng, không ngờ rằng Tô Yên lại thật sự tìm một tên ẻo lả. Có điều là ngoài mặt thì Tô Vân vẫn ra vẻ lo lắng nói: "Chị, chị đừng để người khác lừa. Nhìn xem tên này đi, chỉ lái một chiếc xe cả tàng mười mấy vạn, anh ta làm sao có thể cho chị hạnh phúc, anh ta đang lừa chị đấy." Ha, Tô Yên lạnh lùng cong môi, ở bên cạnh anh ấy, cho dù là ngồi xe đạp, tôi cũng vui vẻ. Tô Yên sao có thể không biết tính tình của Tô Vân. Không chừng trong lòng Tô Vân bây giờ rất vui sướng, cô tìm một người bạn trai bình thường, mà Tô Vân thì là bà sở. Từ nay về sau, Tô Vân triệt để dẫm đạp trên đầu cô, vênh váo hống hách. Tô Yên, lập tức chia tay với tên này, sắc mặt sở hướng nam rất lạnh, dùng giọng điệu ra lệnh để nói với Tô Yên, cho dù cô muốn giận tôi, cũng phải tìm người tốt một chút, tìm đến một tên nghèo rách như vậy, cô cho là tôi sẽ tin sao anh thích tin hay không tùy anh tôi thích anh ấy không quan tâm anh ấy có tiền hay không miễn là ở bên cạnh anh ấy ngồi xe đạp tôi cũng bằng lòng mong anh tôn trọng bạn trai tôi hơn chút ý mỉa mai trong giọng điệu của sở hướng nam khiến cho tôi yên tức giận cô không muốn thấy lục cận phong bị sỉ nhục lục cận phong là một người đàn ông cũng có lòng tự tôn sở hướng nam có thể nhắm vào cô nhưng không thể chê bai lục cận phong tôi yên một giây cũng không muốn ở lâu hơn chỉ muốn dẫn lục cận phong đi nhanh anh yêu chúng ta quay về rồi ăn nhé con mắt như chim ưng của lục cận phong nhìn thấu suy nghĩ của tô yên thấy tô yên bảo vệ mình trong lòng lục cận phong cực kỳ sung sướng còn về lời mỉa mai của sở hướng nam anh không hề để người này vào mắt chỗ cũng đã đặt rồi đương nhiên phải ăn rồi mới đi chứ lục cận phong xoa tóc tô yên cần gì phải vì hai con ruồi nhặng mà để cho bản thân mình đói anh nói ai là ruồi nhặng Tô Vân tức đến nỗi xanh mặt, chế nhạo cái tên nghèo rách như anh mà đặt chỗ ở nơi này, anh lừa ai hả? Chỉ dựa vào anh, với cái dáng vẻ nghèo kiết xác đó, đến cửa cũng không vào nỗi, còn ra vẻ lắm tiền cái gì chứ? Sắc mặt sở hướng nam cũng vô cùng khó coi, cười lạnh, Tô Yên, cô tìm người ở đâu ra, cũng biết mạnh miệng đấy. Cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, đây chính là biệt viện tiểu trù của đế đô, không phải là chỗ chó mèo gì đều có thể vào. Đối diện với lời châm chọc của hai người, trên mặt Lục Cận Phong vẫn luôn mang ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng con người sắc bén đang từ từ lạnh đi, dần dần mất đi độ ấm, còn lạnh hơn cả thời tiết tháng 12. Tô Yên cũng cảm thấy Lục Cận Phong mạnh miệng, cô chỉ xem Lục Cận Phong như đang phối hợp diễn kịch với mình, cô đương nhiên không thể để cho hai người này xem thường. Tô Yên lạnh lùng liếc nhìn Sở Hướng Nam và Tô Vân một cái, đang muốn lên tiếng, thì khí chàng của Lục Cận Phong hoàn toàn bùng nổ nói một câu có dụng ý sâu xa. Ừm, biệt viện tiểu trù, quả thật không phải là nơi cho thứ chó mèo gì đó có thể vào. Nhìn người đàn ông trước mặt đột nhiên bùng nổ khí chàng, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Sở Hướng Nam không khỏi nhíu mày, anh có ý gì? Ý là từ nay về sau, anh và người đàn bà bên cạnh anh bị đưa vào danh sách đen của nhà hàng này, vĩnh viễn không được vào. Ha, à, Sở Hướng Nam tức giận hừ cười, mạnh miệng thật đấy. Tô Vân cũng vui cười, mạnh miệng thật, đưa chúng tôi vào danh sách đen à, anh nghĩ anh là ai hả? Đúng là cười chết bà đây. Tô Yên, chị tìm đâu ra tên kỳ dị này vậy, nực cười quá thể. Tô Yên cũng cảm thấy chém gió hơi quá, nhưng bạn trai nhà mình đã chém vậy rồi, có quá lố hơn nữa cũng phải đu theo. Tô Yên nở nụ cười thản nhiên, khoác lấy cánh tay Lục Cận Phong, đế đô rộng lớn, ngọa hổ tàng long. Làm người ấy mà, vẫn phải khiêm tốn một chút, bằng không tới lúc bẽ mặt thì thật sự rất khó coi đó. Tô Vân nghe vậy, trực tiếp bật cười, Tô Yên, chị cũng biết ra vẻ quá, còn ngọa hổ tàng long, chỉ với tên nghèo kiết xác này á. Ngay tại lúc này, có một chàng tiếng bước chân rồn dập chạy nhanh về phía này. Đi đầu chính là giám đốc Vương Hải của biệt viện Tiểu Trù, phía sau còn có mười mấy nhân viên bảo vệ. Thấy người đã đến, Tô Vân Đắc Y nói, Tô Yên, chị nói với tôi một lời xin lỗi, tôi và hướng Nam sẽ không tính toán lỗi trước đó nữa, sẽ dẫn chị và tên bạn trai nghèo rách này của chị vào bằng không chị cứ đợi bị đuổi ra ngoài đi thôi nằm mơ tô yên sao có thể xin lỗi tô vân cười nhạo một tiếng dáng vẻ kiêu căng hống hách nói với vương hải giám đốc vương biệt viện tiểu trù bây giờ là nơi chó mèo cũng có thể vào rồi hay sao nếu như là vậy sau này chúng tôi sẽ không đến đây nữa hạ thấp đẳng cấp tô vân nói lời này là đang uy hiếp nghĩ rằng Vương Hải sẽ không dám đắc tội với cô ta và Sở Hướng Nam, cô ta đường đường là mợ cả của nhà họ Sở, người thông minh đều biết phải lựa chọn như thế nào. Tô Vân và Sở Hướng Nam đang đợi Tô Yên và Lục Cận Phong bị đuổi ra ngoài một cách thảm hại. Trong lòng Tô Yên cũng hơi căng thẳng, cô và Lục Cận Phong nào có tư cách để vào chứ? Tô Yên đang nghĩ làm sao để hóa giải thì Vương Hải đã khẽ gật đầu với Lục Cận Phong, "Ngài Lục, ngài vạn đã đến rồi." Ừm. Lục Cận Phong mặt không đổi sắc đáp lại một tiếng. Tô Vân trợn tròn mắt. Sở hướng Nam cũng rất bất ngờ. Vương Hải chính là giám đốc của biệt viện tiểu trù, khách có thể vào biệt viện tiểu trù đều là những nhân vật có mặt mũi, có quyền thế. Sao Vương Hải có thể biết tên nghèo rách này? Tô Yên rất khó hiểu, cũng ngớ ra, đè thấp giọng hỏi, Lục Cận Phong, chuyện gì vậy? Lục Cận Phong khẽ vỗ tay Tô Yên, ý bảo cô đừng lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho anh. Lời của Lục Cận Phong giống như một viên thuốc an thần, lòng tôi yên ổn định lại và cảm thấy tin tưởng một cách kỳ lạ. Vương Hải phất tay với những bảo vệ sau lưng, nói, dọn sạch hiện trường, người không liên quan, đuổi hết ra ngoài. Lên tiếng ra lệnh, những bảo vệ đi về phía sở hướng Nam và Tô Vân, mời đi cho. Tô Vân đành giọng, có sai không vậy, tôi chính là mở cả nhà họ sở, mở to mắt chó của các người ra nhìn cho rõ, các người lại dám đuổi tôi đi sở hướng nam xa sầm mặt, nói rõ thân phận của mình, tôi là con trai của sở an huy của tập đoàn sở thị, sở hướng nam. Tối nay chúng tôi muốn dùng bữa ở đây. Lúc sở hướng nam nói đến mình là người nhà họ sở của tập đoàn sở thị, trên mặt toát lên vẻ ưu việt, hơn người. Tô Vân cũng lộ ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nhìn cho rõ ràng, các người có đắc tội với nhà họ sở nổi không? Vương Hải không hề nghe theo, bất kể anh là con trai của ai, hôm nay đều phải rời khỏi đây, tối nay nơi này đã được bao trọn rồi. Người đâu, mời cậu sở và cô sở đi khỏi đây. Ngoài miệng nói là mời, nhưng thực chất là đuổi. Nếu như hai người không phối hợp, thậm chí có thể quăng ra ngoài. Sở hướng nam mất hết mặt mũi, là nhân vật lớn nào, lại có thể bao chọn biệt viện tiểu trù. Đúng vậy, giám đốc phương, anh ít hù chúng tôi thôi, vì sao các người không đuổi hai người họ đi. Tô Vân chỉ Tô Yên và Lục Cận Phong, chúng tôi không thể vào, chẳng lẽ hai kẻ nghèo kiết xác như bọn họ có thể vào à? Sắc mặt lục cận phong trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, sau này tôi không muốn nhìn thấy hai người họ ở đây nữa. Vương Hải không biết thân phận của lục cận phong, nhưng anh ta có thể ngồi ở vị trí giám đốc của biệt viện tiểu trù, thì vẫn có chút khả năng nhìn thấy con đường sinh tồn của chính mình. Người có thể khiến cho cậu ấm vạn nhất của tập đoàn điện ảnh vạn thị kính cần như vậy, lai lịch khẳng định không nhỏ. Chỉ cần cẩn thận phục vụ là được, chuẩn không cần trình người bao chọn nhà hàng hôm nay chính là Vạn Nhất, mà Lục Cận Phong đến cùng Vạn Nhất không chỉ một lần, Vương Hải đương nhiên nhận ra. Đã rõ, thưa ngài Lục, Vương Hải dặn người bên cạnh, treo hai người này lên danh sách đen, để bảng ngoài cửa. Nếu như thật sự treo ở cửa, sở hướng Nam và Tô Vân đúng là đã mất sạch thể diệt, không thể nào ngẩng đầu nổi trong giới. Mỗi ngày đến chỗ này đều là người trong giới, nếu như treo ra ngoài cửa, có ai mà không biết lần này sở hướng nam và tô vân không chỉ đơn giản là khó xử nữa rồi nghe vậy hai người đều có chút hoảng hốt dựa vào cái gì mày là cái thá gì chứ tô vân hung hăng kêu gào lục cận phong nhíu chặt mày kiếm ồn ào vương hải nhận được chỉ thị lập tức bảo các bảo vệ quăng ra ngoài vâng giám đốc vương các bảo vệ trực tiếp giữ chặt sở hướng nam và tô vân kéo hai người quăng ra ngoài vừa nhếch nhác vừa lúng túng Tô Vân kêu gào, đừng chạm vào tôi, tránh ra, tôi chính là bà sở, các người dám xúc phạm tôi. Ngay cả sở hướng nam cũng không ai thèm đếm xỉa, bà sở mà thôi, có tác dụng méo gì. Sở hướng nam cũng tức đến mức tái xanh mặt mày, đây là lần đầu tiên chịu sự sỉ nhục lớn đến vậy. Anh ta nhớ đến lời của Vương Hải, rõ ràng là sau khi người đàn ông kia nói hai từ, ồn ào, mới bảo người quăng họ ra ngoài. Chẳng lẽ người đàn ông kia thật sự có lai lịch lớn gì? khẳng định không thể. Quần áo trên người người đàn đó vô cùng bình thường, toàn thân trên dưới đều nhìn không ra dáng vẻ người có tiền. Chiếc xe bình dân khoảng mười mấy vạn kia còn là kiểu cũ đã mấy năm trước, có lẽ là một chiếc xe cần hen. Người đàn ông này rốt cuộc là người nào, vì sao Vương Hải lại nghe lời như vậy? Tô Vân bị bảo vệ quăng ở cửa, tay bị cọ rách ra, tức đến dậm chân, hướng nam, bọn họ dám đối xử với chúng ta như vậy, đau quá à? sở hướng nam cũng đầy một bụng lửa giận không giữ nổi sắc mặt nữa quát lên cầm miệng cho tôi còn ngại chưa đủ mất mặt hả tô vân tức muốn khóc cô ta nhìn tôi yên đứng phía bên trong cửa căm ghét đến phát điên thứ đê tiện đều là do mày hại cả tô yên nghe vậy bật cười đều đã khuyên cô làm người nên khiêm tốn chút nhìn đi bây giờ đã bẽ mặt rồi chỉ cần cô cầu xin tôi nếu tôi vui sẽ để các người vào ở bên ngoài thảm hại nhường nào để người quen nhìn thấy thì đúng là mất mặt. Tô Yên gần như là trả lại nguyên si lời lúc nãy Tô Vân đã nói. Tô Vân tức đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, còn muốn làm loạn thì sở hướng nam đã kéo cô ta lại, còn không đi. Còn muốn ở lại tiếp tục mất mặt. Nói thật, nhìn dáng vẻ nhếch nhác rời đi của Tô Vân và sở hướng nam, trong lòng Tô Yên khỏi phải nói là đã hả lòng hả dạ biết mấy. Ngài Lục, xin mời vào, Vương Hải Kính cẩn dẫn đường ở phía trước. Tô Yên vô cùng nghi hoặc, đè thấp giọng hỏi chuyện gì vậy? Không phải bị bao chọn rồi sao? Sao còn cho phép chúng ta đi vào? Anh thường đến đây à? Nếu như không phải, thì sao Vương Hải lại biết Lục Cận Phong? Lục Cận Phong bình tĩnh thản nhiên nói, theo vạn nhất đến đây vài lần, khá quen với giám đốc Vương. Thì ra là vậy. Hôm nay là anh vạn bao nhà hàng sao? Tô Yên phản ứng lại, chẳng trách lúc nãy Lục Cận Phong lại có phần nắm chắc như vậy trước đó Vương Hải nhắc đến ngài vạn, cô còn không biết là ngài vạn nào. Lục Cận Phong, cậu ta nhiều tiền. Tô Yên, cả biệt viện tiểu chủ vô cùng yên tĩnh, bình thường một ngày chỉ tiếp đón 50 vị khách, hôm nay được bao chọn thì càng yên tĩnh hơn. Tô Yên đi theo Lục Cận Phong vào, vạn nhất đã đợi sẵn rồi. Lão đại, cô Tô, vạn nhất vẫy tay chào hỏi. Anh vạn, Tô Yên chỉ biết vạn nhất và Lục Cận Phong là bạn. Nhưng không ngờ vạn nhất còn là một đại gia trong đại gia, thế mà có thể bao luôn nơi này. Ngài Vạn, ngài Lục, cô Tô, mời mọi người từ từ thưởng thức. Vương Hải rất thức thời, không hề làm phiền bọn họ dùng bữa, dẫn người lui xuống, ngay cả nhân viên phục vụ cũng đứng cách hơn 10 bước. Chương 9. Hôm nay nhiệm vụ của Vạn Nhất chính là lấy danh nghĩa của bản thân để thay Lục Cận Phong bao hết. Hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên anh ta cũng không muốn ở lại làm bóng đèn giả vờ nghe điện thoại vạn nhất tìm bừa một lý do lão đại cô tô em đột nhiên có chuyện phải đi trước hai người cứ từ từ thưởng thức ừ lục cận phong đáp nhẹ một tiếng phong thái của một người vừa được thỉnh an xong và cho phép cậu ta lui xuống tô yên cảm thấy xấu hổ bọn họ vừa mượn thế lực của vạn nhất để đánh vào mặt sở hướng nam và tô vân bây giờ lại quịt một bữa anh vạn thật sự cảm ơn anh về chuyện vừa rồi nếu như không mượn thế lực của anh có lẽ lúc nãy đã phải chịu xấu mặt rồi. Chuyện của lão đại cũng là chuyện của tôi, chỉ là chuyện vặt vãnh, hai người kia không còn tư cách bước vào biệt viện tiểu trù, thật khiến người ta ghê tởm. Vạn nhất âm thầm liếc nhìn Lục Cận Phong, ông chủ đứng sau biệt viện tiểu trù chính là Lục Cận Phong, hai người kia đã đắc tội với Lục Cận Phong và Tô Yên, không phải tự mình tìm cái chết sao. Cô Tô, lão đại, em đang bị hối thúc, đi thật đây, hai người cứ từ từ dùng. Không đợi Tô Yên nói tiếp, Vạn Nhất đã bỏ đi. Lục Cận Phong, người bạn này của anh làm gì? Khẩu khí vừa rồi của Vạn Nhất còn không thèm để sở hướng Nam và Tô Vân trong mắt, cũng không sợ đắc tội với nhà họ Sở, chắc hẳn lai lịch không tầm thường. Đế Đô thật sự là ngọa hổ tàng long, tuy rằng Tô Yên là thiên kim của nhà họ Tô, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, cô chưa từng tiến vào giới nhà giàu, cho dù là lấy danh nghĩa thiên kim nhà họ Tô, cô cũng không thể tiếp xúc với giới cấp cao hơn nữa huống chi là quen biết nhân vật bao cả biệt viện tiểu trù. Làm về điện ảnh, Lục Cận Phong miêu tả qua loa, cậu ấm tập đoàn điện ảnh Vạn Thị. a à, Tô Yên ngạc nhiên, sao anh lại quen biết cậu ấm của tập đoàn Vạn Thị? Điện ảnh Vạn Thị, đó là bá chủ trong giới điện ảnh, trong giới ai lại không kiêng nể ba phần. Tô Yên không thể ngờ rằng Lục Cận Phong sẽ quen biết với cậu ấm của tập đoàn Vạn Thị. Từng cứu cậu ta một lần, Lục cận phong chứng chạc đàng hoàng lại bắt đầu bịa chuyện, có ơn cứu mạng cậu ta. Thảo nào em thấy anh ta đối với anh bảo sao nghe vậy, thì ra là báo đáp ân huệ. Tô Yên không nghi ngờ nhiều, rất tin lời Lục Cận Phong nói, dù sao nhìn Lục Cận Phong không giống người có tiền, hơn nữa lý do ân nhân cứu mạng cũng rất hợp lý. Bằng không, tại sao cậu ấm tập đoàn vạn thì có thể coi trọng Lục Cận Phong? Nghĩ đến những lời xúc phạm vừa rồi của Tô Vân, Tô Yên cảm thấy rất có lỗi, những lời vừa rồi anh đừng để trong lòng. Không sao, đến người Lục Cận Phong còn không để vào mắt, huống chi là để lời nói trong lòng, hai con chó đang sủa mà thôi. Tô Yên cảm thấy bản thân vẫn nên giải thích, hai người vừa rồi là. Yên Yên, người quá khứ không đáng nhắc lại." Lục Cận Phong nắm tay cô, "Bạn trai của em đâu dễ bị khiêu khích đến vậy?" Ban đầu, Lục Cận Phong chỉ cảm thấy Tô Yên thú vị nhưng vừa rồi nhìn thấy bộ dạng bảo vệ anh của cô, trong lòng anh có một loại cảm giác ấm áp khó tả. Không cần cô giải thích, hai người đó xảy ra chuyện gì, anh biết rất rõ. Lục Cận Phong đã cho người điều tra toàn bộ về quá khứ của Tô Yên. Hốc mắt Tô Yên trở đỏ hoe, ban đầu cô chỉ có thái độ muốn thử với Lục Cận Phong, chưa từng nghĩ tới kế hoạch lâu dài. Nhưng lời nói vừa rồi, nếu không bị ngốc thì ai cũng có thể nghe ra quan hệ của cô và sở hướng nam là gì. Nếu đổi thành người đàn ông khác, sớm đã chất vấn cô hoặc là bỏ đi. Nhưng anh lại không hỏi. Tô Yên cười, đúng, người quá khứ không đáng nhắc lại, em đói rồi, ăn thôi. Khóe miệng Lục Cận Phong cười sâu hơn, được. Sau khi ăn xong hai người trên đường trở về, Lục Cận Phong một tay lái xe, một tay nắm tay Tô Yên, người ngón tay đan chặt vào nhau. Tiếp xúc thân mật khiến cho Tô Yên đỏ mặt, cô cảm thấy không quen thử rút tay về nhưng anh vẫn nắm chặt lấy không buông tô yên cũng không rụt tay lại nữa ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác không muốn thấy lục cận phong nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình trên cửa xe tô yên cắn môi giọng nói của lục cận phong truyền đến bên tai da mặt của yên yên nhà anh thật mỏng ai là người nhà của anh tô yên hừ một tiếng hai má nóng bừng tim đập nhanh một cách khó hiểu mà dáng vẻ thẹn thùng của tô yên rơi vào mắt lục cận phong khiến cho khóe miệng đang cười của anh càng thêm sâu mặt tô yên càng đỏ hơn lòng bàn tay đổ từng lớp mồ hôi mỏng vừa thẹn vừa kích động nhịp tim tăng cao nhưng trong lòng lại ấm áp loại cảm giác này cô chưa từng có khi ở bên cạnh sở hướng nam không lẽ đây là dao động tô yên cúi thấp đầu nghiêm túc lái xe được lục cận phong rất nghe lời tô yên nhưng miệng nói vậy tay vẫn không chịu thả ra đúng lúc này điện thoại của lục cận phong vang lên anh cau mày không nhận tại sao anh không nghe điện thoại Tô Yên tò mò, nhanh nghe đi, nhớ may có chuyện gấp. Tiếng điện thoại vẫn vang lên, lúc này Lục Cận Phong mới liếc nhìn màn hình hiển thị người gọi, càng nhíu mày chặt hơn. Tô Yên cũng không tự ý muốn nghe điện thoại của Lục Cận Phong, nên không biết được người ở đầu dây bên kia đang nói gì, chỉ biết rằng sắc mặt Lục Cận Phong chợt trở nên rất khó coi. Cuộc gọi kết thúc, Tô Yên nghi ngờ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Yên yên, anh có chuyện cần phải đi giải quyết. Không sao, anh bận thì cứ đi trước. Tuy rằng Tô Yên có chút mất hứng, nhưng cô vẫn nhận thức được tình hình, từ nét mặt của Lục Cận Phong có thể thấy đã xảy ra chuyện. Được, Lục Cận Phong đưa Tô Yên về trước cổng chung cư, cảm thấy rất có lỗi, "Yên Yên, ngày khác anh sẽ ở cạnh em." "Em không sao, anh đi đi." Tô Yên đứng bên đường nhìn Lục Cận Phong rời đi, đợi đến khi chiếc xe biến mất trong bóng đêm, cô đang chuẩn bị xoay người đi vào chung cư thì đột nhiên điện thoại của An Hinh gọi tới. Tô Yên mau đến cứu mạng. Tô Yên giọng điệu An hinh có phần say nôn nóng nói trong điện thoại. Trong lòng Tô Yên gấp gáp, Hinh Hinh sao vậy? Cậu đang ở đâu? Mình lập tức đến đó. Tô Yên liền bắt taxi đi đến câu lạc bộ An Hinh nói. Cô tìm thấy An Hinh đang say khướt trong phòng bao. Tô Yên lập tức xông tới, Hinh Hinh sao lại uống nhiều như vậy? Mình đưa cậu về. Tô Yên cậu tới rồi. An Hinh say đến nỗi đứng không vững. Tô Yên đỡ an hinh, cô còn chưa đi khỏi thì đã bị một người đàn ông chặn đường, nhờ mắt đánh giá Tô Yên, người đẹp, đi đâu vậy, anh trai đưa em đi. Tô Yên cau mày, lạnh lùng nói, tránh ra. Ơ, ờ, tính khí này, anh thích, người đàn ông càng hưng phấn hơn, vươn tay kéo Tô Yên, người đẹp, buổi tối đi cùng anh, anh sẽ yêu thương em thật tốt. Người đàn ông nói xong nấc ra hơi rượu. Hơi rượu nồng nạc phả vào mặt Tô Yên, cô trao mày chán ghét, cơn thịnh nộ tăng lên, giọng điệu lạnh xuống vài phần, tránh ra. Anh không tránh thì làm sao? Người đàn ông đắc ý cười nói, em có thể làm gì anh? Người đẹp núi băng, ông đây thích, nào, anh trai yêu thương em, tối nay không ai có thể cướp với ông đây. Đám người bên trong phòng bao giống lên, tiểu văn, nếu như cậu có thể thu phục được người đẹp này, tôi sẽ tặng cậu chiếc xe của tôi đang đỗ ngoài cửa. Nói phải giữ lời, người đẹp và xe, tất cả đều là của tôi. Ngay khi giọng nói của người đàn ông vừa dứt, một tiếng bụp từ trong phòng bao phát ra. Tô Yên dùng chân đạp người sang góc bàn, chai rượu vỡ từ trên bàn lăn lông lốc xuống dưới đất. Cả phòng bao yên lặng trong nháy chốc, toàn bộ mọi người đều chết sững. Thật sự quá dũng cảm. "Hinh hinh, đi, Tô Yên nâng An Hinh lên." Đến khi đám người kia hoàn hồn lại thì Tô Yên đã rời đi. Có người trong phòng bao hét lên, "Mau gọi xe cấp cứu, Tiểu Văn chảy máu rồi." Tô Yên càng cẩn trọng hơn, cô lo lắng sẽ có người đuổi theo, nên đã đưa An Hinh đi ra bằng cửa sau của câu lạc bộ. Nhưng không ngờ chưa đi được bao xa, lại gặp đám người đang đánh nhau phía trước. Tô Yên không muốn gặp phiền phức, ngay khi cô muốn lặng lẽ rời đi thì An Hinh say mềm đột nhiên hét lên, "Uống, tiếp tục uống." Khiến cho cả đám đều ngạc nhiên. Tô Yên hồi hộp trong lòng, đám người đó lập tức đi đến bao vây cô. "Lão đại, là hai cô gái, giải quyết thế nào?" chương 10 Tô Yên nhìn thấy người đàn ông đầu chọc nằm bất động trên mặt đất, nhờ vào ánh đèn đường phía xa mà cô nhìn thấy cả vết máu. Lẽ nào là người chết? Chẳng lẽ cái cô đụng phải không phải là một vụ ẩu đả, mà là giết người? Trong lòng Tô Yên thầm nói toi rồi, nhạy bén khẽ động, nở nụ cười, mọi người cứ làm việc của mình đi, chúng tôi chỉ là người qua đường, tôi không thấy gì hết. Vừa nói, Tô Yên vừa đỡ an hình định rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, tầm mắt cô đã có một đôi giày da nam. Lòng bàn tay Tô Yên căng thẳng đến đổ cả mồ hôi, cả gan ngước mắt lên. Người đàn ông trước mặt đứng ngược sáng, trên người mặc bộ vest đi giày da, tựa hồ là đi ra từ địa ngục, trên người đầy sát khí. Lúc ánh mắt của Tô Yên rơi vào trên mặt người đàn ông thì lại càng hoảng sợ. Người đàn ông đeo mặt nạ Diêm La, thật sự như Diêm La từ địa ngục đến đoạt mệnh. Lục cận phong cau mày dưới lớp mặt nạ, anh không ngờ lại gặp tô yên ở đây người đàn ông đầu chọc dưới đất đột nhiên sống lại khó khăn trườn tới người đàn ông đeo mặt nạ kia van xin lão đại em không dám nữa cầu xin anh tha cho em lần này em không có lương tâm mới phản bội lại anh lão đại tên phản bội này xử trí sao đây ạ à? hạ vỗ đá vào tên đàn ông đang quỳ trên mặt đất mặt gã cũng đeo một chiếc mặt nạ hoa văn trên mặt nạ có chút ma mị những người khác đều đeo mặt nạ giống vậy tô yên chợt nhớ ra một chuyện trước đây an hinh đã từng nói với cô trên đường có một tổ chức tên ám dạ mỗi người trong đó đều đeo mặt nạ chuyên cướp của giết người tựa như diêm la ở địa ngục định đoạt sống chết của người ta lão đại đứng đầu có biệt hiệu là diêm la cô sẽ không xui xẻo đến độ đụng phải tổ chức ám dạ đấy chứ mà người đeo mặt nạ diêm la trước mắt này chính là người lãnh đạo ám dạ ném xuống biển cho cá ăn mấy chữ nhẹ nhàng như muốn nói thời tiết hôm nay thật tốt Lục Cận Phong cố ý đổi giọng nói, Tô yên không hề nghe ra, không biết trước mặt chính là bạn trai của mình. Lão đại, tha mạng cho em, em không dám nữa mà, lão đại. Người đàn ông đầu chọc bị ném vào chiếc xe bên cạnh rồi bị đưa đi, tiếng kêu thảm thiết đầy oan ức cũng dần tan biến. Tô Yên vô thức nuốt nước miếng, người ta đồn thủ lĩnh tổ chức ám giả dạ tính tình tàn nhẫn, quả nhiên đó là sự thật. Hạ Vũ liếc nhìn Tô Yên và An Hinh đang bất tỉnh, lão đại, Hai người này xử lý thế nào? Nghe vậy, Tô Yên nhanh chóng cúi đầu, chúng tôi thật sự chỉ là người qua đường, không thấy gì hết, các người yên tâm, tôi sẽ không nói linh tinh gì hết. Hạ Vũ, chỉ có người chết mới không nói lung tung. Mấy người cứ coi như chúng tôi chết rồi đi. Tô Yên có khát vọng sống mãnh liệt. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Tô Yên hận không thể đạp một đạp qua, tên đàn ông lắm mồm này, không phải là muốn qua làm gì cô đấy chứ? trong lòng Tô Yên tự hỏi, cô có mấy phần khả năng có thể thoát ra được. Thấy tên đàn ông mặt sẹo đã rất lâu không lên tiếng, Tô Yên liếc mắt qua, vừa vặn đụng phải con ngươi của người đàn ông ấy. Đôi mắt đó quá lạnh lùng, quá đáng sợ, giống như băng trên đỉnh núi tuyết phủ, mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Khiến người ta như bị mũi nhọn đâm vào lưng. Không khí xung quanh giảm xuống đột ngột. Trái tim Tô Yên thắt lại, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngay khi cô còn đang nghĩ làm thế nào để thoát ra ngoài, thì lại nghe thấy người đàn ông đeo mặt nạ đó ho vài lần, giọng điệu nhàn nhạt nói thả bọn họ đi. Tô Yên như được đại xá cảm ơn. Cô không dám chậm chế một chút, dẫn theo an hình nhanh chóng rời đi, sợ đối phương sẽ hối hận. Hạ Vũ hỏi, lão đại, thật thả cho bọn họ đi à? Lục Cận Phong cởi bỏ mặt nạ trên mặt, nhìn về phía Tô Yên rời đi, khóe miệng nhếch lên, tìm hai người, bảo vệ bọn họ về nhà. Hạ Vũ càng ngẩn ra, vẻ mặt ngây ngốc nghe theo. Bọn họ là ám giả chuyên làm chuyện thấy máu, từ lúc nào lại trở thành vệ sĩ bảo vệ người đẹp rồi. Lục Cận Phong liếc nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ lập tức nói, "Lão đại, em đi đây ạ." À. Tô Yên trở lại phòng cho thuê, đặt An Hinh ngồi trên ghế sofa, rót một ly nước, vỗ ngực. "Nước, nước." An Hinh mở miệng kêu khát. Tô Yên nhanh chóng rót một khác khác đưa đến miệng An Hinh sao lại uống nhiều rượu vậy chứ? An Hinh uống nước xong thì ngủ thiếp đi. Tô Yên lấy chăn đắp cho An Hinh. Chăn chọc cả đêm, Tô Yên rất buồn ngủ, vừa chạm giường cái là ngủ thiếp đi. Đêm nay, cô mơ một giấc mơ, trong mơ thấy lục cận phong hóa thành diêm la của địa ngục tìm cô đòi mạng. Tô Yên chật vật tỉnh lại sau giấc mộng. Trời đã hừng sáng, ánh nắng ban mai chiếu vào qua cửa sổ, khiến cô có loại cảm giác đã qua mấy đời rồi. Thì ra là một giống mơ thật sự là dọa người ta chết khiếp. Sao cô lại mơ giấc mơ như vậy nhỉ? Tô Yên lau mồ hôi lạnh trên trán. Tô Yên, sao mình về được nhà vậy? An Hinh cũng tỉnh dậy, uống nhiều như vậy làm đầu cô ấy đau kinh khủng. Mình xem cậu lần sau còn dám uống nhiều vậy nữa không? Tô Yên đứng dậy pha một cốc nước mật ong cho An Hinh uống đi. Tô Yên, cậu là tốt nhất. An Hinh khoác tay Tô Yên làm nũng, cảm ơn cậu đêm qua nhá đêm qua xảy ra chuyện gì vậy tô yên vừa hỏi vừa đi vào bếp an hinh không phải là người có thể để mình say đến độ như vậy bị tên khốn an minh gài bẫy an hinh tức giận nói đợi lát nữa mình tìm anh ta tính sổ tên lý văn đó nổi tiếng là kẻ lăng nhăng háo sắc anh ta lại đẩy mình vào hố lửa đó cũng may mà mình lấy cứng trọi cứng đợi được cậu đến nếu không đêm qua mình đúng là già mà không nên nét rồi an minh là anh trai cùng cha khác mẹ với an hinh hai người hơn kém nhau một ngày. Nhà giàu có mấy đứa con ngoài giá thú cũng là chuyện quá bình thường. Tô Yên khó chịu liếc nhìn An Hinh một cái, trêu ghẹo, môn ngữ văn của cậu là thầy thể dục dạy à. Còn già mà không nên nết nữa. Dù sao cũng là ý đó, để mình gặp lại tên Lý Văn đó nữa, bà đây đánh cho hắn quẻ một giò. An Hinh sắn tay áo, làm như sắp đứng dậy, phải rồi, hôm qua cậu thoát thân kiểu gì vậy. An Hinh uống đến say mềm, Căn bản không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Mình đá Lý Văn một cái, Tô Yên lời ít ý nhiều, cũng không nhắc đến chuyện phía sau. Sắc mặt An Hình hơi thay đổi, Lý Văn nổi tiếng là kẻ có thù tất báo, anh ta sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt đâu. Mình đầu chọc còn sợ bị nắm tóc sao Tô Yên không để ý nhún nhún vai, trong mắt có tia sắc lạnh, anh ta không sợ chết thì cứ tới nữa. An Hình nhìn chầm chầm Tô Yên vừa vui vẻ lại vừa yên tâm, tôi yên mà tôi quen biết cuối cùng cũng quay lại rồi, cậu nên chia tay với sở hướng nam từ sớm, dù gì mình thấy chẳng có gì tốt đẹp cả, anh ta và Tô Vân thật sự rất xứng đôi, nam thì cặn bã nữ thì trà xanh, quá xứng đôi luôn. Tô Yên nấu hai bát mì trứng ốp la, An Hinh thực sự rất đói bụng, ăn vài miếng đã xong. Vừa ăn xong thì nhận điện thoại, miệng hùng hùng hổ hổ mắng, An Minh, anh đợi đấy cho tôi, bà đây tới ngay bây giờ. An hình chính là một thùng thuốc nổ, không. Chương 11. Tô Yên mở ra nhìn, là một cái vòng tay, phía mặt trên của vòng tay được treo một mặt dây hình trái tim được khảm ngọc thạch. Tô Yên kìm không được lời khen, thật đẹp, nhìn sang trọng quá. Không có bao nhiêu tiền đâu, cũng chỉ có mấy trăm thôi, viên ngọc thạch này cũng là bằng nhựa. Lục Cận Phong nói dối không chớp mắt. Mặc dù Tô Yên xuất thân là cô chủ nhà giàu, nhưng lại rất ít khi tiếp xúc với mấy món đồ xa xỉ. Với cô mà nói thì có thể lấp đầy bụng rồi hoàn thành chuyện học hành, không bị hai mẹ con tần Phương Linh đó kiếm chuyện thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Chứ đừng nói chi là món vòng tay trái tim thần nữ có giá 8 triệu này, Tô Yên làm sao có thể nhận ra được. Cho dù có nhận ra thì cô cũng không dám tin đâu. Lục Cận Phong chỉ là một tài xế lái xe công nghệ, cũng không thể nào bỏ ra nổi mấy triệu. Vừa nghe được chỉ có mấy trăm tệ, trong lòng Tô Yên cũng thở phào nhẹ nhóm, cô vẫn đang sợ là quá đắt. Chỗ đáng quý của quà tặng không nằm ở giá trị, mà là tấm lòng. Quả thật nhìn giống y như thật, em còn tưởng là ngọc thật. Tô Yên thật lòng rất thích, rất đẹp, em rất thích, em lại không có chuẩn bị quà gì tặng anh. Lục Cận Phong hơi nghiêng người, dịu dàng nói nhỏ bên tai cô, quà của em, anh đã nhận rồi. Cô đưa lúc nào vậy? Sao cô lại không biết? Em chính là món quà tốt nhất. Tô Yên vào trong công ty, bên tai vẫn còn quanh quẩn câu nói đó của Lục Cận Phong gò má theo đó cũng hơi tỏa nhiệt tô yên phát hiện lục cận phong rất dành chuyện chọc ghẹo người khác trong ngày thường những lúc vô ý lại rất hay nói một câu hoặc làm một động tác gì đó cứ khiến tim của cô đập nhanh hơn bình thường tô yên tô yên cô đang nghĩ gì đó gọi cô nửa ngày mà không nghe gì cả tổ trưởng thái thanh trúc cầm sắp tài liệu đi tới nói trước khi tan làm dịch hết sắp này nhé cấp trên đang cần đó tô yên hoàn hồn nhận lấy tài liệu tiện tay lật vài trang ra xem rồi nói vâng trước khi tan làm tôi sẽ gửi lại thái thanh trúc nhìn chằm chằm vào mặt của tô yên nói tô yên mặt của cô sao đỏ ửng vậy hả tô yên sờ mặt mình có chút nóng vội vàng lấp liếm lúc nãy nhìn thấy sắp trễ giờ rồi cho nên tôi mới chạy tới đây thái thanh trúc bỗng hạ thấp giọng nói với cô cô có nghe tin gì chưa giám đốc lưu làm con gái của sếp to bụng rồi cũng sắp trở thành con rể của sếp đó Đợt này là giảm được 20 năm phấn đấu rồi. Nếu như thành công trở thành con rể của ông chủ, đâu chỉ giảm được mỗi 20 năm phấn đấu chứ. Lúc cả hai người đang nói chuyện, có một người phụ nữ tóc xoăn màu nâu, dáng người lẳng lơ đi tới văn phòng của giám đốc Lưu. Tô Yên liếc mắt nhìn, chính là con gái lớn của ông chủ, Trịnh Tố Tâm. Rất nhanh sau đó, cửa thông gió trong văn phòng của giám đốc cũng đã đóng lại, cửa lớn cũng đóng nốt. Thái Thanh chúc bĩu môi Vẻ mặt Kỳ thị nói, thời buổi này, đàn ông đều bắt đầu bám váy phụ nữ rồi. Tô Yên cười cười, nhưng không đưa ra ý kiến. Cả một ngày bận rộn, xử lý xong công việc cũng vừa đúng lúc tới giờ tan làm. Các đồng nghiệp cũng thay nhau thu dọn đồ đạc, lật đật tan làm. Tô Yên cũng thu dọn đồ đạc, Trịnh Tố Tâm đột nhiên đi tới nói, "Vòng tay của tôi bị rơi mất rồi, không tìm thấy, không ai được phép đi cả." Vừa dứt lời, một cái vòng tay từ trong túi sách của Tô Yên bị rơi ra ngoài. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tô Yên, vẻ mặt của ai cũng đều đổi sắc. Vòng tay này chính là tín vật đính ước của Lục Cận Phong tặng cho cô. Trịnh Tố Tâm cất giọng sắc bén nói tới, đây chính là vòng tay của tôi, người này là ăn cắp. Lưu Thịnh lập tức báo cảnh sát tới bắt cô gái này tới sở cảnh sát đi. Chỉ trong chớp mắt, người trong công ty đều bàn tán sôi nổi. Lúc bình thường, Tô Yên cũng không hòa nhập với tập thể, cộng thêm dáng người xinh đẹp nên được đồng nghiệp nam trong công ty Tôn Sùng là nữ thần băng giá, chuyện đó khiến nhiều đồng nghiệp nữ khác không khỏi ghen ghét. Bây giờ nữ thần băng giá lại biến thành kẻ ăn cắp, dĩ nhiên có không ít người đang lấy đó ra mà cười nhạo. Tô Yên thản nhiên đáp, "Cô chủ, cô nhận nhầm rồi, đây là vòng tay của tôi." "Vòng tay của cô?" Trịnh Tố tâm khinh thường nói, "Cô mua nổi cái vòng tay mấy triệu này sao?" hiện tại tang chứng và người cũng có đủ rồi cô còn muốn ngụy biện vòng tay mấy triệu lục cẩn phong tặng cho cô cái vòng tay này chỉ có giá mấy trăm đồng mà thôi lần này tôi yên càng thêm chắc chắn là trịnh tố tâm đã nhận nhầm rồi trước những lời bàn tán của đồng nghiệp tôi yên vẫn bình tĩnh kiên nhẫn giải thích cô chủ đây thực sự là vòng tay của tôi cái này cũng không đáng giá mấy triệu đâu nếu không tin thì cô nhìn kỹ một chút đi đây chính là vòng tay của tôi Trịnh tố tâm một mực quả quyết nói, vòng tay này tên là trái tim thần nữ, là tác phẩm của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Feder người Pháp. Đây là quà sinh nhật mà mấy ngày trước Lưu Thịnh đã tặng cho tôi, toàn thế giới chỉ có một chiếc. Vừa nãy cô đi cùng tôi vào toilet, nhất định là nhân lúc đó đã trộm của tôi rồi. Nửa tiếng trước, tôi yên quả thật có đi toilet, cũng đụng phải trịnh tố tâm. Trịnh tố tâm nói chắc như đinh đóng cột, các đồng nghiệp lại càng bàn tán xôn xao hơn. Họ đều nhìn về phía Tô Yên bằng ánh mắt khinh thường. Thật sự không ngờ đó, bình thường nhìn thấy cũng tốt, lại không ngờ là một kẻ ăn cắp. Đúng đó, công ty chúng ta trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đắc tội với con gái cưng của sếp, hiện tại làm sao cô ta có thể ở lại công ty được nữa? Đám con trai kia ai cũng vây quanh cô ta, còn khen cái gì mà nữ thần băng giá, thực ra lại chính là một kẻ ăn cắp. Bây giờ biết rõ bộ mặt thật của cô ta rồi xem thử đám con trai bọn họ còn có thể sùng bái được nữa hay không. Hai ngày trước tôi cũng bị mất cây son, không biết là ai trộm. Lời này, hàm ý rõ rệt. Nhìn thấy Tô Yên bị người khác phỉ nhổ, trịnh tố tâm đắc ý, cười nói, Lưu Thịnh, báo cảnh sát mang cô ta tới sở cảnh sát đi. Còn nữa, một kẻ ăn cắp thì không có tư cách làm ở công ty nhà tôi, Tô Yên, cô bị sa thải. Tô Yên cũng không hề cảm thấy hoang mang, cô không trộm thì có gì mà sợ. Ngay lúc Trịnh Tố Tâm cầm lấy vòng tay đi, Tô Yên lại đột nhiên nắm chặt cổ tay người kia, hành động này khiến cho tất cả mọi người ở đó đều rất khiếp sợ. Tô Yên đang làm gì thế? Không phải là điên lên nên muốn đánh nhau đó chứ? Trịnh Tố Tâm cũng rất kinh ngạc, cô ta nhìn chằm chằm Tô Yên bằng ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh, "Làm sao? Muốn cầu xin, muộn." Không đợi Trịnh Tố Tâm nói xong chữ rồi, Tô Yên đã lấy vòng tay lại, thản nhiên nói, "Đây là vòng tay mà bạn trai tôi tặng." bất kỳ người nào cũng đừng hỏng lấy đi, cứ báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới đây chứng minh tôi trong sạch. đây là tấm lòng của lục cận phong, là món quà đầu tiên mà anh tặng cho cô. tội yên làm sao có thể để trịnh tố tâm muốn lấy là lấy được. trịnh tố tâm cũng hơi bất ngờ, đã bắt được tang vật rồi mà còn mạnh miệng, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. thái thanh trúc nói đỡ một câu, tội yên không giống là kẻ ăn cắp đâu, một cái vòng tay mấy triệu, tội này có thể ngồi tù mục xương. Cô chủ trịnh à, hãy bảo cảnh sát tới điều tra rõ ràng, đừng vu oan người khác. Nghe được có người nói đỡ cho mình, cõi lòng tôi yên bỗng xoẹt qua một tia ấm áp. Tố tâm, công ty nhà cậu có chuyện gì mà náo nhiệt thế? Nghe âm thanh quen thuộc này, tôi yên hơi nhướng mày. Người vừa nói đó không ai xa lạ, chính là Tô Vân. Ở bên cạnh Tô Vân còn có một người phụ nữ nữa, Tô Yên chưa từng thấy người này. Trịnh Tố Tâm hung ác trợn mắt về phía Tô Yên, nói cô gái này ăn cắp vòng tay của mình, tang chứng cũng bắt được rồi lại còn ở đây cãi chảy cãi cối. Tô Yên chưa bao giờ dùng tư cách là cô cả nhà họ Tô mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, có rất ít người biết được Tô Yên và Tô Vân là chị em cùng cha khác mẹ. Tô Vân liếc mắt nhìn Tô Yên, sau đó nhìn chiếc vòng trong tay người kia nói, đây không phải là trái tim thần nữ sao. Giá của nó là 8 triệu, mấy ngày trước bị người khác mua mất rồi. Mình còn tưởng là ai mua, không ngờ là cậu sao Tố Tâm. Trịnh Tố Tâm tức giận nói, chiếc vòng trái tim thần nữ này là quà sinh nhật Lưu Thịnh mua tặng cho mình, cô gái này nói dối là của cô ta. Tô Yên nhíu mày đáp, đây không phải là vòng tay của cô chủ Trịnh, mà là của bạn trai tôi tặng tôi. Chính là cái tên bạn trai nghèo túng đó của chị, Tô Vân buồn cười nói, anh ta mua nổi à. Tô Vân vẫn cảm thấy Lục Cận Phong chính là một tên khố rách áo ôm, tối hôm qua cô ta đã cho người đi thăm dò thử rồi người thật sự bao hết kia chính là cậu ấm của tập đoàn điện ảnh vạn thị trịnh tố tâm hỏi vân nhi cậu biết sao trước đó từng thấy qua không thân lắm tô vân nói đúng rồi vừa hay trợ lý andy của nhà thiết kế feder cũng tới đây cùng mình cứ để cho cô ấy xem thử vòng tay này là thật hay giả cả thế giới chỉ có một cái kiểm định thật hay giả thì biết là của ai thôi nếu như kiểm chứng được vòng tay này là giả vậy thì càng chứng minh được tô yên đã vớ phải một tên nghèo hèn chỉ với chuyện đó thôi cũng đủ khiến cho Tô Vân cười cả đời rồi. chương 12 Lưu Thịnh thấy phải kiểm định bèn vội vàng nói, Tố Tâm, thôi được rồi, có thể Tô Yên không phải cố ý đâu. Nếu báo cảnh sát sẽ hủy hoại cô ta, cũng sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Đuổi cô ta đi là được rồi, dù sao cũng tìm được vòng rồi. Lục Thịnh nói mấy lời này, nhìn như có vẻ đang nói đỡ cho Tô Yên, nhưng cô lại nghe ra được có ý đồ khác. Lưu Thịnh là đang sợ hãi, cho nên mới cố ý để mọi chuyện từ lớn hóa nhỏ. Anh ta đang sợ gì vậy chứ? Trịnh tố tâm hừ lạnh, kiểm định đi, tôi càng muốn xem thử cô gái này làm sao chối cãi được nữa. Lưu Thịnh thấy thật sự phải kiểm định lại càng căng thẳng hơn, chán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Andy nhìn kỹ chiếc vòng tay, Tô Vân nhìn không được bèn hỏi Andy, thế nào rồi? Trịnh Tố Tâm cũng nói, trên vòng tay có khắc chữ cái tên của tôi và Lưu Thịnh, ở mặt bên trong ấy. Andy nhíu mày đáp không nhìn thấy có chữ khác nào cả nhưng mà cái vòng tay này quả thật là cô chủ trịnh đã tìm thấy vòng tay của cô rồi đúng lúc này thư ký bộ phận là tiểu sang lại cầm một cái vòng tay y như đúc chạy tới nói tôi tìm thấy ở trong toilet nó rơi ở chỗ bồn rửa tay cô chủ trịnh à cô xem thử có phải là vòng tay của cô không trịnh tố tâm lấy vòng tay qua nhìn thử mặt bên trong quả thật có khác chữ cái đây chính là vòng tay của tôi điều này cũng chứng tỏ, Tô Yên không có lấy vòng tay của Trịnh Tố Tâm. Cô Andy, có thể trả vòng tay lại cho tôi được rồi chứ? Tô Yên rất lịch sự hỏi tới. Tô Vân thấy không còn cách nào để chứng minh Tô Yên là kẻ trộm, trong lòng lại cảm thấy không cam bèn chế diễu. Tô Yên, không có tiền thì bảo bạn trai của chị đừng cố giả làm người giàu sang, mua một cái vòng tay si hen, thật nực cười. Trịnh Tố Tâm cũng khinh thường nói, nếu hôm nay không phải do cô ham muốn mấy thứ xa hoa mà mua một cái đồ giả, chuyện cũng đã không ồn ào như vậy rồi. Thực sự là nực cười chết người ta mà, Tô Yên, bạn trai cô quen cũng chỉ là loại tầm thường tới đó thôi à. Hai người kia nói xong, Tô Yên bên này còn chưa mở miệng, Andy đã lên tiếng nói trước rồi, vòng tay của cô Tô đây mới là đồ thật. Lời nói của Andy khiến sắc mặt Tô Vân và Trịnh Tố Tâm lập tức biến đổi, bầu không khí đột nhiên im lặng. Tô Yên cũng rất bất ngờ. Đây chính là hàng nhái có mấy trăm tệ thôi mà, làm sao có thể là thật được. Các đồng nghiệp khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là đồng nghiệp nữ. Bạn trai của Tô Yên là kiểu thần kỳ như thế nào, lại có thể hào phóng đến như vậy. Khiến người khác phải ganh tị chết được. Làm sao có thể chứ? Tô Vân định thần lại trước, không khống chế được cảm xúc, giọng nói cũng trở nên sắc bén. Andy, cô nhìn kỹ lại chút đi, cái của Tô Yên sao có thể là thật được. Trịnh Tố Tâm cũng nói, toàn thế giới chỉ có một cái vòng tay trái tim thần nữ mà thôi, là quà sinh nhật mà Lưu Thịnh mua tặng tôi, làm sao tôi yên đó có thể mua nổi. Andy nhíu mày đáp, tôi là trợ lý của ngài Feder, vòng tay là thật hay giả chỉ cần liếc mắt nhìn đã có thể biết được. Hơn nữa, trái tim thần nữ vốn không thể khắc chữ lên được. Trịnh Tố Tâm lập tức nhìn về phía Lưu Thịnh, người ở đây chuột dạ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, Tố Tâm, anh, anh cũng không biết. Anh sai người đi mua, nhất định là bị gạt rồi. Lưu Thịnh làm gì biết được, anh ta chỉ là mua đại một cái vòng tay, vậy mà lại đụng phải hàng thật. Trịnh tố tâm thẹn quá hóa giận, tắt người kia một cái, quát, xấu hổ chết đi được. Mấy câu chế diễu tội yên mà cô ta nói khi nãy, không phải ngay lúc này chúng đã quay sang và ngược lại vào mặt mình hay sao? Trịnh tố tâm hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống, không còn mặt mũi ở chỗ này nữa, tức giận đùng đùng bỏ đi. Tố tâm, tố tâm, Lưu Thịnh đuổi theo. Tô Vân vẫn không muốn tin đồ ở trong tay của Tô Yên là thật. Đó chính là trái tim thần nữ có giá 8 triệu, thứ đồ mà cô ta luôn luôn mong muốn, đã nhờ vả rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn không mua được. Làm sao bây giờ lại rơi vào tay của Tô Yên rồi? Andy trả vòng tay lại cho Tô Yên, nói cô Tô, xin hãy gìn giữ cẩn thận. Đây chính là trái tim thần nữ, đại diện cho tình yêu chân thành vĩnh cửu xem ra bạn trai của cô rất có lòng đối với cô chúc hai người hạnh phúc cảm ơn tô yên vốn không tin món đồ này là thật trong lòng chỉ nghĩ là không bị nhận ra là đồ giả mà thôi tô vân ghen tức nghiến răng nói tô yên làm sao tên bạn trai khố rách áo ôm của chị có thể mua nổi thứ đồ này vòng tay đó rốt cuộc là ai tặng cho chị lại dựa hơi người giàu có nào nữa rồi ý là nói tô yên bán rẻ nhan sắc vì để có được thứ mình muốn mà không từ một thủ đoạn nào đừng có kiểu không coi ai ra gì như thế. Tô Yên vốn không muốn phí lời với Tô Vân, chỉ nói tối hôm qua tôi dạy dỗ cô nhiều đó còn chưa đủ. Vừa nhắc tới chuyện tối hôm qua, Tô Vân lại càng thêm tức giận. Từ lúc được sinh ra tới nay, đó là lần mất mặt nhất của cô ta. Tô Yên thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Tô Vân tức giận dậm chân, "Andy, cô có còn là bạn của tôi nữa hay không vậy? Sao cô lại có thể nói chuyện đỡ cho người khác chứ?" Andy thấy Tô Vân lại dở cái thói tiểu thư kia ra nữa, lại nói tôi chỉ nói sự thật thôi. Tô Vân nhìn theo hướng Tô Yên rời đi, đáy mắt xoẹt qua một tia căm ghét. Cô ta nhất định sẽ không để cho người này được yên ổn đâu. Tô Yên không về vội, cô đi tới cửa hàng bán đồ lưu niệm mua một phần quà tặng cho Lục Cận Phong. Lúc từ trong cửa hàng trở ra lại đụng phải Vạn Nhất. Vạn Nhất đang đứng ven đường nói chuyện với một người đàn ông, thoáng thấy Tô Yên bèn mỉm cười đi tới chào hỏi, cô Tô, thật là trùng hợp nha. Tô Yên cười nhẹ đáp, đúng vậy, thật trùng hợp, lại gặp mặt rồi. Vạn nhất nhìn thấy món quà trong tay của Tô Yên lại hỏi, tặng cho đại cả hả? Lúc sáng anh ấy có tặng cho tôi một cái vòng tay, giờ đáp lễ lại. Tô Yên vừa nói xong lại thoáng nhìn thấy một người quen, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Một người đàn ông tầm 50 tuổi dắt theo bốn người vệ sĩ qua tới, đó chính là chú Tường, quản gia của nhà họ Tô. Cô cả, ông chủ bảo cô về nhà một chuyến. Sọng điệu của chú Tường không hề có chút tôn kính gì đối với Tô Yên. Tô Yên lạnh mặt đáp, tôi không về. Ông chủ nghe nói cô cả quen một vài người bạn không được đàng hoàng nên rất tức giận, tốt nhất vẫn nên về nhà đi. Nếu không thì trong lúc tức giận, ông chủ lỡ có ngừng tiếp thuốc cho cậu Duy, hậu quả sau đó như thế nào cô cả hẳn cũng biết rõ. Tô Yên dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, nhất định là Tô Vân đã chạy về nhà, thêm dầu vào lửa dỉ bên tai của Tô Đình Nghiêm rồi. Ông ta dám, cha của cô lại dám đem Tô Duy ra uy hiếp cô. Từ sau khi mẹ qua đời, ngoại trừ Tô Duy ra, Tô Yên đã không còn người thân nào nữa. Chú tưởng hư lệnh, cô cả, đừng để chúng tôi phải khó xử, người nhà họ phó cũng đã chờ rất lâu rồi. Là ý gì? Ông chủ có chỉ định hôn ước cho cô cả và cậu hai nhà họ phó. Cậu hai nhà họ phó. Đó không phải là một tên ngu sao, người lên tiếng là vạn nhất, anh ta có hơi kích động nói, Tô Đình Nghiêm nghĩ gì mà lại đẩy cô Tô vào trong biển lửa như thế. Hôm nay tôi có ở đây, tôi xem thử ai dám đưa cô Tô đi. Tô Yên cũng không ngờ được, Tô Đình Nghiêm lại chỉ định cho mình hôn ước như thế. Trước đó là gả cô cho người què, bây giờ lại đẩy cô cho một người đần đột. Tô Yên vừa ấm ức, trái tim cũng vừa nguội lạnh mà nói, tôi không lấy, ai muốn lấy thì lấy đi tôi cũng sẽ không về vậy cũng đừng trách tôi chú tường cười lạnh một tiếng rồi hô lên mang cô cả về vạn nhất đứng ra che chắn cho tô yên tôi coi thử ai dám chú tường làm gì biết vạn nhất cứ thẳng thừng mà cho người mạnh mẽ cưỡng chế tô yên lên xe chú tường biết tô yên có võ cho nên hiện tại mới cố ý dắt theo bốn người vệ sĩ dù tô yên có giấy ruộng cỡ nào cũng vô dụng vạn nhất càng không thể một mình trọi với bốn người nhìn thấy tô yên bị kéo lên xe anh ta nhanh chóng gọi điện thoại lão đại xảy ra chuyện rồi tô đình nghiêm muốn bắt cô tô gả cho cậu hai đần độn nhà họ phó đã dắt theo người tới cưỡng chế cô tô về rồi nhà họ tô tô yên vừa vào tới cửa đã thấy có rất nhiều người đang ngồi ở phòng khách tô vân cũng ở đó đang bận tiếp khách tần phương linh lại đang cười híp mắt trò chuyện với một quý bà sang trọng Nhìn thấy cô tới cũng ra vẻ nhiệt tình giống như con gái ruột của mình mà kéo cô tới giới thiệu, đây chính là con gái lớn của tôi, Tô Yên. Tôi nói không sai chứ, vô cùng xinh đẹp. Quả thật không tệ, quý bà kia gật đầu hài lòng. Tô Vân nói chị, chúc mừng nha, cha đã chọn được một mối hôn sự tốt cho chị, chị gả cho cậu hai nhà họ Phó quả là xứng đôi. Tô Yên lạnh giọng oán hận đáp, cô thấy tốt như vậy, thế cô gả đi. Lúc này, Tô Đình Nghiêm mới từ trên lầu đi xuống. Đi bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên, chính là phó quân. Hai người cười nói rất vui vẻ. Tô Đình Nghiêm niềm nở nói tới, cứ quyết định vậy đi, ngày cưới cứ giao cho nhà họ Phó mấy ông định đoạt, chúng tôi không có ý kiến. Được, vậy khi về tôi sẽ cho người coi ngày lành tháng tốt. Tôi có ý kiến, tôi không lấy chồng." Tô Yên vừa lạnh lùng vừa uất ức nói, ai nói tôi muốn lập gia đình chứ? Người cha không công bằng này của cô gọi cô trở về chính vì để đẩy cô vào biển lửa thêm một lần nữa. Hoàn toàn chưa hề hỏi qua ý kiến của cô, cứ như thế mà sắp đặt chuyện hôn sự cho cô rồi. Tô Đình Nghiêm liếc nhìn Tô Yên, nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, không được cãi lời. Từ khi mẹ của tôi mất, ông cũng không có dạy dỗ tôi, hiện tại ông cũng không có tư cách để quản tôi đâu. Chuyện kết hôn của tôi, ông đừng hòng tự mình làm chủ. Tôi muốn lấy ai sẽ do tự bản thân tôi quyết định. Tô Đình Nhiêm nổi trận lôi đình, Tô yên, mày đủ lông đủ cánh rồi, lại có thể ăn nói với tao như thế à? Tao là cha mày, làm thế nào lại không có tư cách quản mày hả? Rốt cuộc tôi có phải là con ruột của ông không nhỉ? Tô Yên vừa giận vừa uất ức, tôi thật rất muốn đi làm xét nghiệm ADN, xem thử tôi có phải là con gái ruột của ông hay không. Hổ dữ không ăn thịt con, ông xem khắp thế gian này có người cha nào như ông không, luôn rất dốc sức để đẩy con gái mình vào biển lửa câm miệng, Tô Đình Nghiêm tức giận vung tay tát người kia một cái, quát mày không muốn lấy cũng phải lấy. Tiếng tát tay rất lớn, khắp mặt Tô Yên lúc này cũng đều đỏ lên cả rồi. Hai người Tần Phương Linh và Tô Vân lúc này cực kỳ đắc ý, trong lòng khoái chí không thể tả được. Đúng lúc này, chú tưởng hoang mang chạy vào nói, ông chủ, bà chủ, cậu chủ lục tới rồi. Tất cả mọi người trong phòng khách đồng loạt sửng sốt. Tô Đình Nghiêm và Phó Quân đưa mắt nhìn nhau nhà họ Lục đã từ hôn rồi, lúc này lại tới đây làm gì? Hơn nữa còn là đích thân cậu cả nhà họ Lục tìm tới, chuyện này càng khiến đám người Tô Đình Nghiêm vô cùng dối rắm. Lời đồn cậu cả nhà họ Lục này từ sau khi bị hủy dung và què chân, đã rất hiếm khi lộ diện ở trước mặt người khác. Thế nhưng, cho dù có giống lời đồn, rằng người nắm quyền nhà họ Lục đó không còn sống được mấy năm nữa, thì cũng không có mấy ai dám đối đầu với anh. Tô Yên cũng rất kinh ngạc, Tò Mò muốn biết mục đích của cậu cả nhà họ Lục đó tới đây là gì." Tô Đình Nghiêm lạnh lùng nói với Tô Yên, "Mày lên lầu trước đi." Tô Đình Nghiêm lo sợ cậu cả nhà họ Lục tới là vì Tô Yên. Ông ta vừa mới thảo luận chuyện hôn sự xong xuôi với nhà họ Phó, cũng không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, để vấn đề về tài chính của công ty bị đứt ngang thì tiêu cả rồi. Ông ta thật không thể nào đắc tội nhà họ Phó được. Mà nhà họ Lục lại càng không thể đắc tội được. Trước cửa sân nhà họ Tô đã có vô số xe hơi đậu ở đó, mấy chục người vệ sĩ với động tác chỉn chu đồng loạt bước xuống xe, cung kính đứng ở một bên, bày ra thế trận cực khủng. Nhà họ Tô hôm nay thật sự rất náo nhiệt. Lời nói nhẹ như mây nhưng lại ngập tràn một mùi khô hanh sơ xác. Người chưa tới, Tô Yên đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, nhiệt độ trong không khí cũng đột nhiên giảm xuống rồi. Tô Đình Nghiêm nhanh chóng đi tới đón tiếp cậu chủ Lục. Lục Cận Phong ngồi trên xe lăn, Mặt đeo mặt nạ đầy sẹo. Đây là loại mặt nạ được điều chế đặc biệt, mỏng như cánh ve sầu, lúc dán lên mặt người thoạt nhìn hoàn toàn biến đổi, trông vô cùng xấu xí và đáng sợ, vốn dĩ không thể nhìn ra được khuôn mặt thật. Hạ vỗ đẩy Lục Cận Phong lên, hôm nay gã cũng không có mang mặt nạ, dĩ nhiên Tô Yên không thể nào nhìn ra được người này có liên quan tới tổ chức ám dạ. Á, à, Tô Vân bị gương mặt đó của Lục Cận Phong dọa sợ hét lên một tiếng nhắm mắt trốn sau lưng Tần Phương Linh không dám nhìn thẳng, đáng sợ quá. Bầu không khí vắng lặng, ngưng động bao trùm cả đại sảnh. Hừm, Lục cận phong nhìn về phía Tô Vân bằng ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như dao. Lời nói đó của Tô Vân khiến hai chân của Tô Đình nghiêm run rẩy. Ông ta nhanh chóng nói: "Cậu chủ Lục, con gái tôi nó không biết, xin cậu thứ lỗi, đều tại tôi dạy dỗ không nghiêm. Đây chính là người nắm quyền của nhà họ Lục." Không muốn sống nữa hay sao mà dám nói là quá đáng sợ. Lục cận phong lạnh giọng nói, tổng giám đốc Tô Quả thật là dạy dỗ không nghiêm, vậy hãy để chúng tôi dạy dỗ thay ông. chương 13, hạ vô tiến lên, trực tiếp tắt liên tục 10 cái vào mặt Tô Vân. Á, á, bên trong phòng chỉ nghe được tiếng la hét thảm khốc của Tô Vân, không một ai dám bước ra, càng không có ai dám lên tiếng ngăn lại. Người nhà họ phó nhìn thấy cảnh này cũng không dám thở mạnh, chỉ lo rước họa vào thân. Mẹ, mẹ ơi cứu con, Tô Vân khóc lóc cầu cứu. Tần Phương Linh hoàn toàn không dám nói chuyện, chỉ có thể nhìn con gái của mình bị tát đến mặt sưng như bánh bao, máu theo khóe miệng và lỗ mũi cũng đã chảy ra rồi. Hạ Vũ không hề nương tay. Trong mắt của gã thì không có đạo lý đàn ông không được đánh phụ nữ, chỉ có mệnh lệnh của lão đại là cao nhất. Tổng cộng là 18 cái tát. Đánh xong, Tô Vân có quắp người ngã dưới đất, vốn dĩ không dám đụng vào mặt của mình, rát đến đau buốt trong ánh mắt của cô ta đều là sợ hãi, lời nói ra cũng không còn được rõ ràng nữa, mẹ, đau quá, mặt đau quá. Tiểu Vân, Tần Phương Linh đau lòng ôm lấy con gái. Hái bên má của Tô Vân sưng rất đều nhau, in hẳn năm dấu ngón tay rõ rệt. Tô Yên nuốt một ngụm nước bọt, đến cả cô nhìn cũng cảm thấy quá thê thảm. Cậu cả nhà họ lục quả nhiên là tàn bạo giống như trong lời đồn, không hề thương hoa tiếc ngọc. Xem ra lời đồn ba người vợ trước của anh bị ngược đãi tới chết đều là sự thật. May mà cô không lấy người này. Tô Yên làm sao nhận ra được, Lục Cận Phong trước mặt mình chính là người bạn trai ở cạnh cô sớm chiều chứ? Chỉ là nghe được giọng nói đó có hơi quen thuộc, nhưng mà suy nghĩ đó cũng lập tức bị cô bác bỏ rồi. Chẳng qua trùng tên mà thôi. Vị Lục Cận Phong này là một người què, ngồi xe lăn, khuôn mặt đều bị biến dạng thành như vậy, làm sao có thể là người kia chứ? Tô Yên nhìn Lục Cận Phong chằm chằm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được cậu cả nhà họ Lục trong lời đồn. Không biết khuôn mặt trước khi bị hủy đó trông như thế nào nhỉ? Lục Cận Phong với cái dáng vẻ ốm yếu của mình nhìn về phía Tô Đình Nghiêm, ho khan vài cái nói, "Tổng giám đốc Tô, có thấy tôi dậy dỗ nặng tay quá không?" "Không nặng không nặng, Tô Đình Nghiêm nào có dám ra vẻ bất mãn, trước mặt Lục Cận Phong ông ta khiếp sợ giống như một đứa con nít." làm gì còn có dáng vẻ hùng hổ như lúc nãy đã dạy dỗ tôi yên đâu chứ, tôi còn phải cảm ơn cậu chủ lục đã giúp tôi dạy dỗ con gái bất hiếu. Tiểu Vân không giữ được mồm miệng, cũng nên dạy cho một bài học. Tổng giám đốc Tô nói rất có lý, Lục Cận Phong nhạt giọng nói, anh nhìn về phía Tô Yên, biết rõ lại cố tình hỏi, người này là ai? Đây là con gái lớn của tôi, Tô Yên, Tô Đình Nghiêm quan sát phản ứng của Lục Cận Phong, đoán tâm ý của đối phương. Tô Đình Nghiêm rất thông minh, không nói gì nhiều với Tô Yên, đồng thời ra sức nháy mắt cho Tô Yên ra giấu cho người kia nhanh chóng rời đi. Nếu như nhà họ lục từ hôn, chứng tỏ sẽ không tiếp tục muốn cưới Tô Yên nữa, chỉ cần đối phó qua được hôm nay, mối quan hệ thông ra giữa hai nhà Tô Phó vẫn có thể tiếp tục. Tô Yên làm sao lại không biết ý nguyện của Tô Đình nghiêm chứ? Cha, nếu xui ra hai nhà Tô Phó đã có chuyện vui lớn như vậy, thế nhất định phải mời cậu chủ lục tới uống chén rượu mừng. Mặc dù tôi không lấy cậu chủ lục, hai nhà tô lục cũng không thể thành xui ra, nhưng mà về mặt lễ nghĩa thì vẫn nên mời người ta chứ đúng không? Tô Yên cố tình nói như vậy, hiện tại cô đang đánh cược, cô cược cậu cả nhà họ lục sẽ đứng ra nói giúp mình. Cho dù cô bị nhà họ lục từ hôn đi nữa, nhưng dù sao cô cũng suýt chút đã gả vào nhà họ lục. Cho dù nhà họ lục không cần cô, nhưng cũng không thể để cô lấy một tên đần đột, như thế không phải là đang sỉ nhục mặt mũi của nhà họ lục đó sao? người nắm quyền nhà họ Lục và một tên đần độn, phải ra so sánh cũng đã là một loại sỉ nhục rồi. Khóe môi Lục Cận Phong khẽ cong nhẹ. Cô gái này, thật sự rất thông minh. Tô Yên vừa nói xong, sắc mặt của Tô Đình Nghiêm cũng đã thay đổi. Nhưng không chờ ông ta mở miệng, Lục Cận Phong đã nở nụ cười man dợ, giọng nói cũng có vài phần hời hợt hỏi tới, "Ồ, xui ra hai nhà họ Tô phó, chuyện từ khi nào vậy?" giọng điệu hời hợt đó khiến cho tô đình nghiêm và phó quân lạnh hết sống lưng phó quân nở nụ cười vô cùng gượng gạo đáp chuyện này còn chưa chắc chắn chỉ là thỏa thuận suông nói chuyện phiếm mà thôi không thể coi là thật được phó quân cũng không muốn đắc tội với lục cận phong tô vân còn bị đánh đến sưng thành mặt heo như thế kia ông ta nào dám dính líu gì với nhà họ tô để tự chuốc phiền phức vào người nữa vừa nghe được câu này tô đình nghiêm đã biết chuyện thông gia giữa hai nhà tô phó đó đi toi rồi Lục Cận Phong ngồi trên xe lăn, hời hợt thoáng nhìn về phía phó quân nói, con trai của Tổng Giám Đốc Phó hình như cũng đã ba mươi mấy rồi nhỉ, Tổng Giám Đốc Phó nôn nóng chuyện lập gia đình cho con trai, cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà, tôi cảm thấy cô cả nhà họ tô với con trai của ông không xứng, ngược lại cô gái kia thì rất phù hợp. Lời này khiến cả sảnh lớn im phăng phắc, Tô Đình Nghiêm và Phó Quân đều đang suy đoán ý tứ của Lục Cận Phong. Tô Vân cũng đã gả vào nhà họ sở rồi, làm sao lại có thể tái giá được. Tô Yên cũng không biết cậu cả nhà họ lục này là có ý gì nữa. Tô Vân vừa nghe chuyện muốn cô ta gả cho kẻ đần độn của nhà họ phó lại lập tức cuống lên nói, tôi không lấy, hiện giờ tôi đã là mở cả nhà họ sở rồi, tôi sẽ không đời nào lấy cái tên ngu đó đâu. Vừa nghe được hai chữ tên ngu kia, bà phó từ nãy giờ vẫn đang ngồi im ở đó lập tức cả giận nói, vừa nãy cô còn khen con trai của tôi đẹp trai xuất chúng, dáng vẻ ưu tú, phong cách nhã nhặn, đây chính là một mối hôn sự rất tốt. Sao bây giờ cô lại có thể nói con trai tôi là tên ngu như thế, loại phụ nữ như cô sao bây giờ lại có thể ác mồm ác miệng như vậy chứ?" Tô Vân rất tức giận, vừa nãy cô ta vì muốn cho Tô yên gả đi, nên dĩ nhiên phải giả vờ khen ngợi rồi. "Ồ, không ngờ cô hai nhà họ Tô lại ngưỡng mộ cậu hai nhà họ Phó như vậy nha." Lục Cận Phong nở một nụ cười cân nhắc, "Tổng giám đốc Phó, nếu như ông gật đầu thì chuyện của nhà họ Sở bên kia, tôi có thể thay ông đi nói chuyện một chuyến." Tô Vân nghe vậy, lúc này hoàn toàn hoảng loạn rồi, không, cha, cha mau nói đi. Con không muốn lấy tên ngu đó, lời con nói vừa nãy đều là nói xạo thôi. Tô Đình Nhiêm cũng không biết nên làm gì, thật sự là bẽ mặt. Chỉ một chút sơ suất nhỏ đã đắc tội với cả hai nhà họ lục và họ phó này rồi. Tần Phương Linh cũng sốt sắng, không được, Tiểu Vân đã lập gia đình rồi, làm sao có thể tái giá nữa. Cậu chủ lục, cậu đừng nói đùa nữa, xin hãy giơ cao đánh khẽ mà buông tha Tiểu Vân đi. Nó còn nhỏ, không hiểu gì đâu. Trong lòng tôi Yên cười lạnh, đã 26 tuổi rồi, còn nhỏ ư. Di Tân, vừa nãy các người đều nói đây là mối hôn sự rất tốt, tôi thấy em gái của tôi cũng thật rất muốn được gả vào nhà họ phó. Trước đó đã gả nhầm chỗ rồi, hiện tại có cậu chủ lục làm chủ, có cơ hội tái giá thêm một lần, đây chính là một chuyện tốt. Tô Vân tức đến run người, oán hận nhìn chằm chằm Tô Yên mà mắng tới, muốn lấy thì mày tự đi mà lấy. Tên ngu đó, làm sao có thể xứng với con gái của tôi? Tần Phương Linh nói xong câu này cũng cảm thấy hối hận rồi. Phó quân và bà phó đều nhìn thấy được bộ mặt thật của Tần Phương Linh và Tô Vân, giận đến chịu không nổi. Chỉ dựa vào nhà họ Tô các người, có trèo cao hơn nữa cũng không với tới con trai của tôi đâu. Nếu không phải là tự các người tìm tới cửa, chúng tôi cũng sẽ không tới đây rồi bà phó tức giận nói còn nhỏ tuổi mà tâm địa đã độc ác như vậy không xứng đáng làm con dâu nhà họ phó của tôi nhà họ sở cũng thật xui xẻo mới đi rước loại con dâu này về sắc mặt của phó quân cũng trở nên khó coi tổng giám đốc tô ông dạy con gái tốt thật cũng cưới được người vợ rất tốt đó tô đình nghiêm liên tục nhận lỗi nói tổng giám đốc phó bà phó xin bớt giận tô đình nghiêm kỳ thật cũng bị hai mẹ con này làm tức chết rồi nói chuyện cũng không dùng não để nghĩ Bây giờ đã đắc tội với nhà họ phó luôn rồi. Vừa nãy chuyện hợp tác mà tôi với ông thảo luận đó cũng dẹp luôn đi. Tạm biệt, phó quân nói xong, lại quay sang chào tạm biệt với Lục Cận Phong, tổng giám đốc Lục. Hôm nào rảnh rỗi sẽ cùng uống trà, tôi còn có việc, xin đi trước. Lục Cận Phong nhạt giọng đáp, tổng giám đốc phó, đi thông thả. Tô Đình Nhiêm vội hét theo, tổng giám đốc phó, tổng giám đốc phó. Phó quân cùng với vợ, cả hai đều tức giận đùng đùng bỏ đi nhìn thấy đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ phó tô đình nghiêm chừng mắt hung dữ nhìn tần phương linh tần phương linh và tô vân đều sắp tức đến nổ phổi lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội rõ ràng là muốn đẩy tô yên vào biển lửa rốt cuộc lại giống như thiêu thân tự lao đầu vào đốt chính mình tô yên lại giống như người qua đường không liên quan tới hai người họ dồn hết những tội lỗi này cho tô yên trong lòng cũng vì thế mà càng hận cô sâu hơn nữa mặc dù tô đình nghiêm rất tức giận nhưng cũng không dám phát tiết bởi lục cận phong vẫn còn đang ở đây ông ta không thể vừa đắc tội với nhà họ phó xong lại đắc tội thêm với nhà họ lục được phó quân đi rồi tô đình nghiêm căng thẳng tới mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ nói cậu chủ lục hôm nay cậu tới đây để làm gì cho tới thời điểm hiện tại tô đình nghiêm còn không biết mục đích mà cậu cả nhà họ lục này tới đây lục cận phong đưa mắt nhìn về phía tô yên Tô Đình Nghiêm cũng ngờ vực nhìn về phía Tô Yên. Lẽ nào thật sự là tới vì Tô Yên? Lục Cận Phong vẫn còn muốn cưới Tô Yên về sao? chương 14 Tần Phương Linh và Tô Vân cũng thấy ánh mắt Lục Cận Phong nhìn về phía Tô Yên, trong mắt bọn họ bỗng hiện lên một tia đắc ý. Lục Cận Phong nhất định là tới tìm Tô Yên để tính sổ. Tô Yên đào hôn, nhà họ Lục làm sao có thể dễ dàng buông tha như thế? Tô Yên bị nhìn chầm chầm cũng cảm thấy sợ trong lòng, vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lục Cận Phong muốn gây khó dễ, người ở đây lại thu ánh mắt về, nghiêm túc nói với Tô Đình Nghiêm bằng giọng điệu lạnh lùng, "Tới thư phòng nói chuyện đi." "Được, cậu chủ Lục, mời bên này." Tô Đình Nghiêm đi phía trước dẫn đường. Tô Yên nhìn thấy người kia vào trong thư phòng, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tô Yên cảm thấy mặc dù cậu cả nhà họ Lục này không được đẹp, lại còn bị que, nhưng mà cũng tốt bụng. Vừa nãy cô nói chuyện lộ rõ ý đồ lợi dụng như thế, cô không tin là cậu cả nhà họ lục đó lại không nhìn ra được. Tô Yên có hơi tiếc nuối và đồng cảm. Cô nghe nói trước khi cậu chủ lục xảy ra tai nạn đáng tiếc đó đã rất đẹp trai, anh có một khuôn mặt mà đến cả phụ nữ nhìn cũng phải ganh tị. Tô Vân không cam lòng, hung hăng chừng mắt nhìn Tô Yên, mày đừng tưởng rằng có thể phá hỏng hôn sự giữa hai nhà, nguồn vốn của công ty nhà họ Tô đang khan hiếm, không có sự giúp đỡ của nhà họ phó, nhà họ Tô chỉ có thể đợi ngày phá sản. Thì có liên quan gì tới tôi? Tô Yên cười lạnh đáp, người nên lo lắng cho nhà họ Tô có bị phá sản hay không là mấy người, chứ không phải tôi. Tô Vân nghiến răng, mày cũng là người nhà họ Tô. Tô Yên, nếu nhà họ Tô sụp đổ thì sẽ chẳng có lợi gì cho mày cả. Nhà họ Tô không sụp đổ thì tôi cũng chẳng có lợi gì cả. Sọng điệu của Tô Yên phảng phất nối oán hờn, lại nói, đúng rồi, nhắc nhở mấy người một câu. Hôm nay hai mẹ con các người đã đắc tội với nhà họ Phó, Tôi nghe nói bà phó rất thân với mẹ của Sở Hướng Nam, chính là mẹ chồng của cô đó. Hiện tại cô nên lo lắng cho cái vị trí bà sở đó, xem có thể còn ngồi vững được hay không." Mày, Tô Vân giận xanh mặt, sắp phát điên lên rồi. Tần Phương Linh lạnh lùng nói, "Tô Yên, mày đừng có mà đắc ý quá sớm. Mày cũng đừng quên, đứa con hoang mà mày sinh ra còn đang nằm trong tay tao." Lại mang đứa bé đó ra uy hiếp cô. Ánh sáng trong mắt Tô Yên dần chìm xuống. Cô không tin đứa bé đó ở trong tay của Tần Phương Linh, nếu không thì người này sẽ không chỉ treo ngoài miệng mà nói như thế rồi. Tô Vân châm chọc, quả nhiên mẹ nào con nấy mà, mẹ thì mang con hoang ở ngoài về, mày cũng sinh con hoang. Bốp, Tô Vân còn chưa nói hết câu, lại ăn thêm một cái tát vào mặt. Vốn dĩ khuôn mặt đều đang sưng tấy vẫn còn đau, hiện tại lại bị thêm một cái tát này của Tô Yên nữa lại càng giống như sát muối lên trên vết thương vậy. Tô Vân đau đớn Hét như heo bị thọc tiết, Tô Yên, cái con nhỏ điên này, mày dám đánh tao. Nhìn thấy Tô Vân bị đánh, ánh mắt của Tần Phương Linh cũng như bắn ra được cả lửa, hét tới Tô Yên, mày dám đánh con gái tao. Tần Phương Linh giơ tay lên không trung nhưng lại không dám đánh xuống, chỉ bởi một câu nói của Tô Yên, cậu chủ lục còn đang ở trên lầu, nếu như làm kinh động tới cậu chủ lục, hậu quả như thế nào cũng không cần tôi nói nữa chứ. Tần Phương Linh ngây người không dám đánh, giận đến xanh mặt. Tô Yên cười lạnh, tiến lên hai bước, kề sát bên tai của Tần Phương Linh, nói một câu mà chỉ có hai người họ nghe được, tôi cũng nhân tiện sẽ cố gắng tâm sự cho cha biết, rằng tháng nào gì Tần cũng đi tới Nam Sơn để gặp ai đó, còn làm mấy chuyện gì đó. Nhìn thấy đáy mắt của Tần Phương Linh xoẹt qua một tia hoảng loạn, tôi Yên cười lạnh, cảnh cáo tốt nhất là mấy người đừng có ý định đụng tới tôi, cũng đừng mang ai ra uy hiếp tôi, nếu không thì hậu quả tự gánh lấy. Mẹ con Tần Phương Linh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Yên rời đi. Tô Vân giận tới muốn phát điên, trong ánh mắt xoẹt qua một tia thâm độc mẹ, con muốn con nhỏ Tô Yên đó chết không được tử tế. Mặc kệ là mẹ dùng cách gì, mẹ phải thay con dạy dỗ nó, dạy dỗ nó thật ác vào. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ chút cơn giận này cho con. Tần Phương Linh nhìn con gái bị đánh đến mặt mày sưng tấy, lòng đau như cắt. Tô Yên rời đi, không lâu sau đó thì Lục Cận Phong cũng rời đi sắc mặt của tô đình nghiêm tái mét ngồi ở trên ghế bên tai còn vang vọng lời nói của lục cận phong trước khi đi tần phương linh bưng ly trà đi vào ông tô sao thế cậu chủ lục kia nói cái gì vậy sao sắc mặt lại khó coi thế tô đình nghiêm hoàn hồn lau mồ hôi lạnh trên trán đi bèn hỏi tôi yên đâu đi rồi tần phương linh lạnh mặt lại thêm mắm dặm muối vào nói bây giờ tôi yên quả thật là đủ lông đủ cánh rồi người mẹ kế như tôi cũng không quản nó được Mới vừa nãy, nó còn ra tay đánh Tiểu Vân một cái khiến cả mặt con bé đều sưng tấy, chảy cả máu. Dựa vào mức độ hiểu Tô Đình Nghiêm của Tần Phương Linh, bà ta tin rằng nghe thấy Tô Vân bị đánh, người này nhất định sẽ tức giận mà tới dạy dỗ Tô Yên. Tần Phương Linh đắc ý cười lạnh trong lòng, đợi cho Tô Đình Nghiêm nổi giận. Nhưng lần này, Tô Đình Nghiêm không chỉ không tức giận, ngược lại còn cảnh cáo nói, sau này ít trêu chọc Tô Yên lại, gần đây bà với Tiểu Vân cũng tiết chế lại chút đi. Coi chuyện tốt mà hôm nay mẹ con hai người làm ra đi, chọc điên nhà họ Phó rồi, tôi còn không biết phải thu dọn tàn cuộc như nào đây. Tô Đình Nghiêm không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên ông ta biết rõ bình thường mẹ con Tần Phương Linh đều kiếm chuyện với Tô Yên, chỉ là ông ta mắt nhắm mắt mở mà cho qua thôi. Tần Phương Linh sững sờ, ông Tô, ông sao thế? Tiểu Vân bị đánh, nó, nó cũng nên được dạy cho một bài học, còn nữa sau này bà cứ coi như nhà họ Tô không có đứa con gái tên Tô Yên là được rồi. Tô Đình Nghiêm không kìm được nữa. Ông ta không thể nào đắc tội với nhà họ Lục. Chuyện kết hôn của Tô Yên, ông ta không có tư cách làm chủ. Đây chính là nguyên văn lời của cậu cả nhà họ Lục nói trước khi rời đi. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, Tô Yên đi không được bao xa đã thấy có một chiếc xe hơi dừng lại ngay bên cạnh mình. Đây chính là xe của cậu cả nhà họ Lục. Hạ Vũ bước xuống xe, cung kính đi tới bên cạnh Tô Yên, cô Tô, cậu chủ lục của chúng tôi cho mời cô lên xe. Tô Yên nhìn thấy có cậu cả nhà họ lục đang ngồi trong xe, vẻ mặt gồ ghề xấu xí đó khiến cô không nhìn ra được người này là đang vui hay buồn. Nhớ tới chuyện mình bỏ trốn trong ngày đám cưới, Tô Yên lập tức khẩn trương. Cô thấp thỏm ngồi vào xe, nhớ tới cảnh Tô Vân bị đánh đến sưng vù như cái đầu heo khiến cô không dám ngồi quá gần người kia, chỉ rụt rè ngồi thu mình về một góc nhỏ, giữ khoảng cách cũng xa với cậu cả nhà họ Lục. Cô rất sợ tôi, Lục Cận Phong khẽ liếc mắt nhìn Tô Yên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình nói, ngồi lại đây. Tô Yên nở một nụ cười cứng ngắc, tôi ngồi ở đây là được rồi, vừa nãy cảm ơn cậu chủ Lục giúp đỡ. Á, à, Lục Cận Phong kéo người kia vào trong ngực, nói nếu muốn cảm ơn, vậy bày ra chút thành ý đi. Hả, Tô Yên mơ hồ hỏi lại, lục cận phong tôi cưới ba đời vợ cô là người đầu tiên bỏ trốn vào ngày đám cưới cô nói xem thử món nợ này nên tính thế nào đây quả nhiên là tới đây để đòi nợ mà tôi yên chấn tĩnh lại tinh thần đáp cậu chủ lục đây là một sự hiểu lầm ể vậy tức là cô muốn gả cho tôi cậu chủ lục tôi và cậu bây giờ mới gặp mặt lần đầu tiên điều kiện tiên quyết để đi tới hôn nhân chính là giữa hai người phải có tình cảm tôi tình cảm thì có thể vun đắp Tô Yên bị chen ngang, á khẩu không đáp lại được. Mặt người này cũng đều bị biến dạng thành ra thế này rồi, cho dù cô có là người coi trọng vẻ đẹp tâm hồn đi chăng nữa thì cũng không có cách nào vun đắp tình cảm được. Cậu chủ Lục, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép xuyên. Tô Yên sợ đến hồn vía đều sắp đi du lịch cả rồi, nhưng mà cô cũng không muốn trở thành người thứ tư bị giày vò cho tới chết, bèn nói, hơn nữa, tôi cũng đã có bạn trai rồi. Cậu chủ Lục đâu thiếu gì phụ nữ? hẳn là sẽ không làm khó dễ cô gái này đâu nhỉ. Tôi cứ thích ép duyên đấy. Lục cận phong nâng cầm tôi yên lên, hừ lạnh, bạn trai cô là ai, tôi cho người đập anh ta tàn phế là được rồi. Quả thực là tàn nhẫn. Trước đó tôi yên còn cảm thấy đối phương là người tốt, xem ra đã đưa ra kết luận quá sớm rồi. Vì muốn dập tắt ý nghĩ của người này, tôi yên bày ra một vẻ bất khuất nói, cậu muốn đụng tới anh ấy, vậy thì phải bước qua xác của tôi lời này khiến cho đáy lòng của Lục Cận Phong sang chấn rất dữ dội. Tô Yên lại muốn bảo vệ anh như thế ư. Nhìn thấy Lục Cận Phong không nói lời nào, Tô Yên còn nói thêm, tôi và bạn trai tôi thật lòng yêu nhau, cậu đừng hòng chia cắt chúng tôi. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm vào Tô Yên vài giây, đột nhiên buông cô ra. Lấy lại được tự do, Tô Yên lén thở phào nhẹ nhõm, vội vã nhích người ngồi về chỗ cũ. Cô rất yêu anh ta. Tô Yên muốn rời đi, nghe thế lại thốt lên không phải anh ấy thì sẽ không lấy chồng còn về chuyện có lấy người đó hay không thì tôi yên chưa nghĩ tới khóe môi của lục cận phong vô thức cong nhẹ lên nhìn thoáng qua rất khó mà thấy được cô thích anh ta ở điểm nào điểm nào của anh ấy tôi cũng thích tôi yên nói xong lại lo người này sẽ nghĩ là mình bài xích chuyện anh bị què chân và hủy dung cho nên bổ sung thêm một câu người tình trong mắt sẽ hóa tây thi bạn trai của tôi rất bình thường không thể nào so sánh được với cậu chủ lục, nhưng mà tôi thích anh ấy. Khóe miệng của lục cận phong càng lúc càng cong lên. Xe vẫn cứ chạy, rất nhanh sau đó đã tới khu chung cư của Tô Yên rồi. Tô Yên giàu dĩ nói, cậu chủ lục, làm sao cậu lại biết tôi ở đây? Cô cũng không có nói mình ở đâu kia mà. Lục Cận Phong cất giọng lành lạnh đáp lại, chuyện tôi muốn biết, không khó. Tô Yên không nghi ngờ thêm nữa, dựa vào quyền thế của nhà họ Lục, muốn biết được cô sống ở đâu chẳng lẽ khó lắm sao. Tô Yên vừa xuống xe đã lập tức chạy đi, tốc độ nhanh như thỏ vậy. Ngồi bên trong xe, Lục Cận Phong đưa mắt nhìn bóng lưng thoăn thoát xa dần của Tô Yên, trên mặt lại nở ra một nụ cười. Hạ Vũ ngồi ở phía trước nhìn thấy cảnh này lập tức vô cùng kinh hãi, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Lão đại cười rồi. Về nhà họ Lục, Lục Cận Phong thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói tới. Vâng. Hạ Vũ theo Lục Cận Phong nhiều năm, trước giờ chưa từng nói dư một câu nào, chỉ nghe lệnh rồi làm theo. Tô Yên vừa mới trở về căn hộ của mình, còn chưa kịp ngồi xuống đã nhận được điện thoại của bệnh viện. Cô vội vàng chạy tới đó. Bên trong phòng bệnh không có lấy một bóng người, Tô Yên phút chốc hoảng loạn. Cô lập tức hỏi y tá, "Tiểu Duy đâu?" Buổi sáng còn ở trong phòng bệnh, buổi chiều lại không thấy người đâu nữa, cho nên mới vội vã gọi cho cô Tô. Hiện giờ trời đã tối rồi. Tô Yên suốt ruột, vừa định ra ngoài tìm lại nhìn thấy một bóng người thanh niên tầm 17, 18 tuổi mặc áo thun tê xuất form rộng đang đi tới. Người thanh niên ăn mặc mỏng manh, gương mặt nhợt nhạt vô cùng, thế nhưng khắp cả người lại toát ra một nét bướng bỉnh, dáng vẻ cũng kiểu mặc kệ sự đời. Tô Duy, có phải em lại đi đua xe không? Em có bệnh tim, coi lời chị nói giống như gió thoảng mây trôi thôi đúng không? Tô Yên tiến lên véo lấy lỗ tai của người kia thanh niên bướng bỉnh đó vừa nhìn thấy Tô Yên đã lập tức kinh hãi nói chị, nhẹ tay chút, đau đau. Tô Yên vốn không dùng sức, vừa nghe cậu nhóc than đau lại buông tay ra nói, Tiểu Duy, em không thể mang tính mạng của mình ra mà đùa dẫn được, lỡ như trong lúc đua xe xảy ra chuyện. Tô Duy bị bệnh tim bẩm sinh, đua xe chính là đang liều mạng. Chị, cái mạng này của em sống được một ngày đã là phước đức rồi. Trong mắt của người kia có một nỗi bi thương mà lẽ ra ở tuổi này không nên có, Cậu hơi hợt nhún vai nói, thay vì ở bệnh viện chờ chết, chỉ bằng sống thoải mái một phen. Tiểu Duy, Tô Yên cảm thấy tim mình rất nhói. Tuổi 17 chính là tuổi đời đẹp nhất, bạn cùng lứa của Tô Duy đều đang trải qua quãng thanh xuân tươi đẹp trong trường học, nhưng mà cậu lại khác. Cậu bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh viện giống như nhà, cuộc sống là những chuỗi ngày mà bất cứ lúc nào cũng có thể dừng cuộc đời lại. Tô Duy lúc nhỏ được mẹ Tô Yên mang về, không có máu ngủ gì với cô cũng không biết xuất thân của cậu như thế nào. Nhưng mấy năm nay, cô đã coi Tô Duy giống như em trai ruột của mình từ lâu rồi. Tô Duy không chú tâm cho lắm, bỗng cậu thấy trên mặt Tô Yên bị sưng vù, nụ cười trên môi vụt tắt, hỏi lại, ai đánh? Là người nhà họ Tô. Không phải, Tô Yên không muốn để Tô Duy lo lắng cho mình, cũng không muốn cậu vì chuyện này mà trở mặt với nhà họ Tô. Dù sao thì hiện tại cô cũng không đủ năng lực để thanh toán tiền điều trị đắt đỏ của Tô Duy tính mạng của cậu đều phải dựa vào trợ cấp của tô đình nghiêm mấy năm qua tôi yên liều mình đi làm cũng là vì một ngày nào đó cô có thể dắt theo tô duy mà cắt đứt hoàn toàn với nhà họ tô chị nhiều năm vậy rồi mỗi lần chị nói dối đều sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt em trong mắt tô duy lại xoẹt qua một tia khác thường cậu nói những gì mà nhà họ tô nợ chị sớm muộn gì em cũng sẽ thay chị đòi lại được rồi đừng có nhắc tới mấy chuyện không vui nữa Tô Yên đổi chủ đề, "Dạo gần đây em sao rồi? Có chuyển biến gì tốt không?" Vẫn như cũ, không chết được. Tô Duy bày ra vẻ mặt biết được số kiếp, thái độ cũng rất bất cần đời mà đáp lời cô. Tô Yên cũng không biết nói gì được nữa. Đợi sau khi Tô Duy uống thuốc xong rồi đi ngủ, Tô Yên lúc này mới rời khỏi bệnh viện. Bây giờ đã là 10 giờ tối. Xung quanh bệnh viện cũng không còn ai nữa, đường xá cũng rất vắng xe cộ qua lại. Tô Yên vừa ra khỏi cổng bệnh viện, cũng không có gọi xe, cô đi tới trước chừng vài trăm mét. Bỗng có một chiếc xe van màu trắng đi ngang qua Tô Yên rồi ngừng lại, trên đó có hai người bước xuống, một người bịt miệng Tô Yên lại, một người thì nhấc chân của cô bắt lên xe. chương 15, Tô Yên chỉ dẫy ruộ vào cái rồi hoàn toàn rơi vào hôn mê. Chiếc khăn bịt miệng cô có chứa chất gây mê khiến người khác ngất xỉu. Xe van rất nhanh đã ra khỏi thành phố, biến mất trong màn đêm cùng lúc này nhà cũ họ lục lục cận phong và vạn nhất đang ở trong thư phòng đánh cờ nhìn thấy mình sắp thua vạn nhất dùng kế để phân tán sự chú ý của lục cận phong lão đại anh và cô tô tiến triển thế nào rồi tay lục cận phong cầm quân trắng nhàn nhã đặt xuống bàn cờ không tệ lão đại tính cách của cô tô rất cứng rắn anh đã lấy nhiều vợ như vậy chỉ có cô ấy dám bỏ trốn nếu để cô ấy biết thân phận thật sự của anh có lẽ sẽ không dễ xử lý Vạn Nhất tự nhiên nói, bây giờ Lục Cận Phong giấu Tô Yên, cũng là vì lo lắng cô sẽ bị mấy người nhà họ Lục hãm hại. Dù sao người nắm quyền của nhà họ Lục không thể bị người khác nắm được điểm yếu. Tôi tự có chừng mực, đôi mắt sâu thẳm của Lục Cận Phong hơi híp lại, hạ xuống một con cờ cậu thua rồi. Vạn Nhất nhìn ván cờ, quả nhiên, anh ta đã hoàn toàn thua rồi. Lão đại, anh không thể nương tay một chút, bỏ qua cho em sao? Vạn Nhất bất lực cười khổ ngày mai mang bức tranh gốc của viên tùng niên ở nhà cậu qua đây vạn nhất hối hận anh ta không có việc gì làm tìm lão đại đánh cờ làm gì đúng là tự ngược mình mà anh ta đã tốn không ít công sức mới có được bức tranh phong cảnh của viên tùng niên đó còn chưa cầm nóng tay thì đã thua mất rồi có chơi có chịu vạn nhất tò mò nói nhưng lão đại này bình thường em đâu thấy anh có hứng thú với tranh phong cảnh đâu tặng cho yên yên hai chữ yên yên khiến vạn nhất lại chịu một ngàn điểm bạo kích. Có cần phải ngược FA như vậy không? Cơm chó buổi khuya thế này, thật ngon. Lão đại, hay là chơi thêm một ván nữa đi, vạn nhất sắp lại bàn cờ, vẫn hơi không cam lòng. Lục Cận Phong nhìn thời gian, đã sắp 11 giờ rồi. Cũng không biết Tô Yên đã ngủ chưa? Tự nhiên trong lòng Lục Cận Phong cảm thấy rất hoảng loạn, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Yên. Cuộc gọi thông rồi, nhưng không có ai nghe máy. Đầu mày lục cận phong nhíu lại. Lão đại, chế vậy rồi, chắc là cô tô ngủ rồi. Vạn nhất nói, nói không chừng là cô ấy không nghe thấy. Lục cận phong vẫn gọi lại lần nữa, lần này thì đã tắt máy luôn rồi. Lục Cận Phong bỗng chốc đứng dậy, tôi yên xảy ra chuyện rồi. Lão đại, sao thế? Vạn nhất mơ hồ. Điện thoại cô ấy tắt rồi. Nếu tôi yên chưa ngủ, chắc chắn sẽ nghe máy nếu cô ngủ rồi, vậy tại sao điện thoại lại tắt? Lục Cận Phong ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức gọi một cuộc điện thoại, hạ vũ, trong phòng 5 phút, điều tra tung tích của Tô Yên. Vạn nhất kinh ngạc, đến cấm vệ quân cũng dùng đến. Xem ra lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Không đến 5 phút sau, Hạ Vũ đã báo cáo tin Tô Yên biến mất. Khi Lục Cận Phong biết Tô Yên bị bắt cóc ở gần bệnh viện, cả người anh đều tỏa ra sự hung ác vạn nhất ở một bên cũng nghe thấy nội dung cuộc gọi đoán lão đại chẳng lẽ là mấy người đó của nhà họ lục đã bắt cóc cô tô sao để uy hiếp lão đại ai dám làm tổn thương đến một sợi tóc của cô ấy chính là đâm đầu vào chỗ chết lục cận phong vội vã đi ra ngoài vạn nhất ngây ra một lúc lão đại thật sự động tâm rồi đã rất lâu anh ta không nhìn thấy lão đại nổi giận rồi trong lòng vạn nhất cầu nguyện đừng là người của nhà họ lục nếu không với tính cách của lão đại thì sẽ trở mặt với nhau, vậy thì những gì đã làm trước đó đều sẽ uổng công hết. Bờ biển ngoại ô, một chiếc xe van dừng lại trên con đường không người. Đây chính là chiếc xe đã bắt cóc Tô Yên. Hai người kéo Tô Yên xuống xe, gió biển thổi vào mặt khiến cô tỉnh táo lại. Tay của cô bị trói lại, không thể nào dẫy ra được. Các người là ai, buông tôi ra. Tô Yên vô cùng hoảng sợ, liên tục dẫy ruộng. Bắt cóc cô là hai người đàn ông một cao một béo, trên mặt đeo miếng vải đen, không thể nhìn thấy rõ gương mặt. Tô Yên suy nghĩ một lúc, gần đây ngoại trừ đắc tội với Tiểu Văn, thì là hai mẹ con Tần Phương Linh rồi. Chẳng lẽ Tần Phương Linh hãm hại cô? Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh, có người bỏ tiền mua mạng của cô, xuống dưới âm phủ rồi cũng đừng trách hai anh đây. Tên Cao Lành lạnh nói. Làm việc theo lệnh của ai? Có phải là Tần Phương Linh không? Bà ta cho các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho các người gấp đôi, chỉ cần các người thả tôi đi tô yên muốn giữ mạng cũng không quan tâm có thể lấy ra được nhiều đó tiền hay không một trăm vạn cô có sao tên cao cười lạnh có tôi có các người không tin tôi có thể đưa các người đi lấy tô yên lừa gạt tìm cơ hội thoát thân gió bên bờ biển vô cùng lớn khiến đầu tóc tô yên bay tứ tung quẩn quanh trước mắt thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy xinh đẹp tự nhiên không nói nên lời tên béo nhìn thấy dáng vẻ của tô yên đột nhiên nổi lên ý xấu, kéo kéo tên cao, anh hai, con nhỏ này đẹp như vậy, cứ như vậy mà chết đi không phải là đáng tiếc lắm sao? Nếu không chúng ta chơi trước đi rồi giết chết nó cũng không trễ. Tô Yên nghe thấy vậy thì trong lòng lột bột một tiếng, hoảng sợ lùi ra sau, nhưng tay của cô bị tên cao nắm lấy, không thể nào chạy đi được. Đừng có gây thêm rắc rối, tên cao nhìn tên béo một cái, mau vứt người xuống biển đi, làm xong vụ này là chúng ta có thể ra nước ngoài rồi, Lỡ xảy ra sai sót gì thì cả mày và tao đều xong đời. Từ trong lời nói của tên cao, Tô Yên nghe ra, xem ra hai người này là hai tên đang chạy trốn. Tên béo nhìn gương mặt của Tô Yên, trong lòng ngứa ngáy, đôi mắt nheo lại đánh giá trên người Tô Yên. Anh hai, cũng không gấp lắm mà, chỉ một chút thôi, em sẽ làm xong rất nhanh. Nói xong, tên béo ôm lấy Tô Yên, người đẹp, hầu hạ anh đây cho thật tốt, một lát sẽ để em chết thoải mái một chút. A à, buông tôi ra, buông tôi ra. Tô Yên vừa gấp vừa sợ, trong lúc gấp bách đã cắn lên vai tên béo một cái. Tên béo dường như không sợ đau, ấn Tô Yên vào trong xe. Tên cao bất lực, nói một câu, làm nhanh một chút. Nói xong, tên cao đi qua một bên hút thuốc. Người đẹp, nào, để anh hôn một cái. Tên béo chu môi đến gần. Cút đi, trong lúc hoảng sợ, Tô Yên đưa chân đạp một cái vào thân dưới của anh ta. A, à. Trong màn đêm vang lên tiếng kêu thê thảm như heo bị giết. Tên béo đau đến ngồi xổm dưới đất, Tô Yên nhân cơ hội này xuống xe chạy đi. Tên cao phát hiện tình hình không đúng, vứt điếu thuốc rồi đuổi theo, "Đứng lại, đứng lại cho tao." Tên béo xoa dịu một chút, rồi cũng đuổi theo. Tô Yên liều mạng chạy. Cô biết rõ, một khi rơi vào trong tay hai anh em này thì cô chỉ có con đường chết. Tô Yên biết chạy dọc đường thì sớm muộn cũng bị bắt lại, nên cô chạy dọc theo bờ biển nhìn thấy sóng biển dữ dội dưới vách đá, cô vô thức dừng chân lại. Tô Yên quay đầu, nhìn thấy trên con đường cách đó không xa có ánh đèn xe, có người đến rồi. Nhưng cô biết, cô không có cơ hội cầu cứu nữa, bởi vì hai anh em đó đã đuổi kịp rồi. Tên cao hung ác nói, một là mày tự nhảy xuống, hai là tụi tao ném mày xuống. Lưới trời lồng lộng, rồi các người sẽ bị trừng phạt. Nói xong, tôi yên vươn người nhảy xuống. Lúc cô nhảy xuống, đã đặc biệt chọn chỗ có nước sâu, nếu không rơi xuống chỗ đá ngầm, vậy thì cô thật sự chỉ có con đường chết. Tô Yên biết bơi, nhưng tay lại bị trói, cộng thêm lúc rơi xuống nước chân đột nhiên bị chuột rút, cô giấy dụa dưới nước vài cái, rồi dần dần chìm xuống. Mạng của cô thật sự phải kết thúc ở đây sao? Tô Yên. Trong lúc hốt hoảng, hình như Tô Yên nghe thấy giọng của Lục Cận Phong. Lục Cận Phong, là anh đang gọi em sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền Kết tập 1